Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cầu Vồng Review của mình. Trước khi đến với bộ truyện siêu bánh cuốn ngày hôm nay, các bạn đừng quên ủng hộ mình một like và một subscribe nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Giờ mình cùng vào chuyện luôn nào. Cô gái mà anh luôn yêu thầm, sau khi uống rượu say đã chủ động đè anh xuống. Sau chuyện đó, anh chàng lại lật mặt không nhận. Nói cho dù cô có cởi sạch đứng trước anh cũng không có chút hứng thú nào cả, còn bảo cô ra giá đi, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô gái không dám tin, rõ ràng đêm đó anh dịu dàng như thế, bây giờ lại lạnh lùng như vậy. Cô chạy theo anh, cầu xin anh đừng đi. Cô muốn cực một lần, cực rằng anh ấy thích cô. Cô bất an nói ra ba chữ, em thích anh. Anh chàng vô tình hất tay cô ta. Cô nghĩ cô là ai hả? Nếu không phải uống say, cô nghĩ tôi sẽ động vào cô sao? Nói thật cho cô biết, tôi hôm đó tôi không hề biết mình đã động vào ai cả. Cơ thể Quý Ước lập tức bị rút cạn, không hiểu tại sao lại như vậy. Giọng nói lạnh lùng của Hạ Quý Thần lại vang lên bên tai cô. Nếu có thể, hy vọng sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Kể từ ngày hôm đó, Quý Ước thật sự không xuất hiện nữa. Mối tình đầu còn chưa bắt đầu đó, cứ như vậy bị cô chôn sống. Chớp mắt 4 năm trôi qua, Quý Ước cũng dần quên đi đêm đó. Nhưng trong một bữa liên hoan, khiến bọn họ gặp lại nhau, nhìn thấy Hạ Quý Thần bước vào, Quý Ước sững sờ tại chỗ. Cô từng tưởng đến cảnh gặp lại anh, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại như thế này. Anh ấy xuất hiện với tư cách là bạn trai của bạn cùng phòng. Quý Ước cúi đầu, căng thẳng siết chặt tay. Cảnh tượng 4 năm trước cứ hiện lên trong tâm trí cô, khiến nỗi đau chôn giấu bấy lâu nay lại bùng phát trở lại. Đột nhiên Quý Ước nghe thấy có người nói muốn đổi chỗ chơi. Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể kiếm cớ rời đi rồi. Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của Hạ Quý Thần. Đến Kim Bích Huy Hoàng nhé. Nghe vậy, các chị em điên cuồng đề xuất ca sĩ Quý Ước. Quý Ước lập tức hóa đá, ngại ngùng nói mình không thoải mái, muốn về ký túc xá nghỉ ngơi trước. Thấy Hạ Quý Thần không nói gì, trái tim cô không khỏi ảm đạm. Cô biết anh không muốn nhìn thấy cô, dù sao chuyện 4 năm trước đối với anh cũng chỉ là sai lầm khi say mà thôi. Hoặc đã quên từ lâu rồi, quên đi anh ta đã sỉ nhục một cô gái tên Quý Ước. Mùa mưa lạnh lẽo, Quý Ước dầm mưa một mình chạy về ký túc xá, thì nhìn thấy Hạ Quý Thần và Tiểu Nhã cầm ô đứng trước ký túc xá. Hành động thân mật giữa hai người khiến cô không có đủ can đảm để bước về phía trước, chỉ có thể trốn tránh như một kẻ ngốc, mặc kệ nước mưa rơi trên má cô. Đột nhiên Hạ Quý Thần đi về phía Quý Ước. Quý Ước nhanh chóng trốn vào bụi cây bên cạnh, dùng túi xách che mặt lại, cầu nguyện không bị Hạ Quý Thần phát hiện. Khoảng 5 phút trôi qua, nghĩ Hạ Quý Thần chắc cũng đi xa rồi, cô liền lặng lẽ bước ra, chuẩn bị về tắm nước nóng cho ấm người. Nhưng chưa bước được hai bước thì phát hiện Hạ Quý Thần ở cách đó không xa. Bản thân hiện tại thảm hại như vậy, không thể để anh ấy nhìn thấy. Cô vội quay người muốn chạy trốn khỏi đây, không ngờ trượt chân một cái, toàn thân đập mạnh xuống đất, nhẫn chịu cơn đau của vết thương, cô khó khăn bò dậy. Hạ Quý Thần nghe thấy tiếng động, chậm rãi đi về phía cô. Cuối cùng thì lại như thế này, bản thân giống như một trò cười xuất hiện trước mặt anh. Nước mưa lạnh rơi vào vết thương của cô, khiến cơ thể cô bất giác run lên. Hạ Quý Thần cau mày nhìn cô, cứ tưởng anh sẽ quan tâm đến vết thương của cô, không ngờ anh lại thờ ơ quay người rời đi, bỏ lại một mình Quý Ước dưới cơn mưa lạnh, khập khiễng đi bộ về ký túc xá. Đúng lúc này Hạ Quý Thần gọi điện thoại đến, hỏi mọi người trong ký túc xá đều về rồi chứ. Sau khi biết Quý Ước đã về, mới yên tâm cúp máy. Quý Ước nhốt mình trong phòng tắm, nghe họ thảo luận về Hạ Quý Thần. Tiểu Nhã, bạn trai cậu tốt thật đấy, cậu chỉ nói muốn uống trà sữa, anh ấy liền mua cho cả phòng chúng ta. Hơn nữa anh ấy cũng không uống rượu, bất kể là người ta mời thế nào, anh ấy cũng chỉ nói một câu, uống rượu dễ gặp rắc rối. Nghe đến đây, sắc mặt Quý Ước tái nhợt, em mơ thanh của 4 năm trước cứ vang vọng bên tai. Hạ Quý Thần nhìn cô với ánh mắt trị thượng, nếu đêm đó tôi không uống rượu, cô nghĩ tôi sẽ động vào cô sao? Khoảnh khắc này, cô thực sự mong mình có thể biến mất. Hạ Quý Thần lại đến ký túc xá của Quý Ước, đang chuẩn bị gõ cửa, thì nghe thấy Lâm Nhã hỏi Quý Ước, anh Hạ cũng ở trường trung học A Tô thành đó, trước đây hai người có biết nhau không? Quý Ước lắc đầu không chút do dự, không quen, thế thì tiếc quá, tớ muốn biết thời cấp 3 anh ấy như thế nào. Tối nay anh Hạ mời chúng ta tham gia bữa tiệc của những người nổi tiếng trong giới điện ảnh và truyền hình. Cậu có muốn đi cùng không? Quý Ước vừa nói không, tiếng gõ cửa liền vang lên, ở cửa thì thấy là Hạ Quý Thần, cô vội vàng cầm sách lên che mặt. Hạ Quý Thần liếc nhìn Quý Ước, nhìn thấy trà sữa trong thùng rác, sự tức giận chợt dâng lên trong mắt anh. Khi Tiểu Nhã hỏi lại Quý Ước có muốn đi cùng không, Hạ Quý Thần ngắt lời cô với vẻ mặt không hài lòng. Không phải ai cũng có thể đến dự bữa tiệc tối nay, đừng mời những người vớ vẩn theo. Nói xong anh giận dữ quay người bỏ đi. Quý Ước ở trong ký túc xá cố gắng đọc sách, nhưng mọi chuyện xảy ra trước đó khiến cô không thể bình tĩnh lại. Bỏ đi, vẫn nên về nhà thì hơn. Quý Ước vừa về đến cửa nhà, mẹ đã nói với cô hôm nay nhà có khách, còn là người cô quen. Quý Ước đang thắc mắc là ai, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong phòng khách. Đối phương quay đầu lại, Quý Ước sững sờ tại chỗ. Ai có thể nói cho tôi biết, sao anh ta lại xuất hiện trong nhà tôi?
không phải anh ta tham dự tiệc với Lâm Nhã rồi sao? Túc ăn cơm, Quý Ước cảm thấy rất mất tự nhiên, bẩn cẩn làm rơi đồ ăn lên người mình. Cô giật mình đứng dậy, nói mình vào nhà vệ sinh một chút. Vào nhà vệ sinh, nghĩ đến bữa ăn này khiến cô cảm thấy như đang bị kim châm. Tốt nhất là nên tìm một cái cớ để quay lại trường học. Sau khi ra ngoài, cô vội vàng xỏ giày vào, nói ở trường có việc gấp, con đi trước đây. Một lúc sau, mẹ gọi cho cô ấy, hỏi cô nghĩ thế nào về Hạ Quý Thần. Lúc trước con xảy ra chuyện, mới bị buộc nghỉ học 3 năm, tính ra con cũng không còn nhỏ nữa, nên nghĩ đến chuyện đại sự rồi đấy. Hơn nữa hai đứa đã có hôn ước từ nhỏ, Quý Ước chỉ cảm thấy đau đầu. Nếu bị Hạ Quý Thần biết được, con tưởng mình bám dính anh ta không buông mất. Quý Ước trực tiếp bùng phát, hét lớn vào điện thoại, con và Hạ Quý Thần không có khả năng, ai con cũng có thể cân nhắc trừ Hạ Quý Thần. Lời này bị Hạ Quý Thần nghe thấy hết, cửa xe vừa mở ra lại bị đóng dầm lại, đạp ga lao đi như tên lửa. Khi đó anh thấy Quý Ước vội vã trở về trường, lo lắng buổi tối cô đi một mình không an toàn, nên cũng kiếm cớ rời đi, muốn đưa Quý Ước về trường. Đợi đến khi cô về ký túc xá, điện thoại bàn bỗng đổ chuông, cô nhấc máy nghe, liền nghe thấy giọng của Hạ Quý Thần. Quý Ước cố tỏ ra là mình ổn hỏi, tìm Lâm Nhã sao? Anh không nói gì, mà trực tiếp cúp máy. Quý Ước hoang mang không hiểu, chẳng lẽ nghe thấy mình nghe máy, cho nên không muốn nói chuyện. Sau khi Lâm Nhã và mọi người trở về, Quý Ước nói với Lâm Nhã, bạn trai cậu gọi vào máy bàn ký túc xá tìm cậu đó. Nghe thấy là anh Hạ, bạn cùng phòng chạy đến trước máy bàn kiểm tra. Nhưng sau khi nhìn thấy thời gian gọi điện, cô ta ngẩn người, 10 giờ tối, chẳng phải lúc đó anh ấy đang ở cùng chúng ta sao? Lâm Nhã nghe vậy lập tức đứng hình, ký túc xá có 4 người, chỉ có một mình Quý Ước không có mặt, chẳng lẽ mục đích anh ấy gọi đến là vì Quý Ước? Nghĩ tới đây, khuôn mặt của Lâm Nhã tối sầm lại. Rốt cuộc cậu và anh Hạ có quan hệ gì? Từ hôm đó, không thấy Hạ Quý Thần xuất hiện nữa. Cho đến cuối tuần, Tê đặt mời ký túc xá bọn họ đi tắm suối nước nóng. Đợi đến khi Quý Ước đến, nhìn thấy Hạ Quý Thần cũng ở đây, cô lập tức hối hận vì đã nhận lời với Lý Đạt. So với Quý Ước, Lâm Nhã và mọi người đều rất ngạc nhiên, nhiệt tình chào hỏi Hạ Quý Thần. Lý Đạt cảm thấy rất trùng hợp, hóa ra mọi người đều quen biết nhau. Đột nhiên anh đề nghị thêm WeChat anh Thần. Hạ Quý Thần liếc nhìn Quý Ước, rút điện thoại ra cho Lý Đạt quét mã. Các bạn khác thấy vậy cũng thi nhau muốn kết bạn, chỉ có một mình Quý Ước vùi đầu vào ăn uống. Khi Lý Đạt hỏi cô có muốn kết bạn WeChat không, cô liền cụp mắt xuống. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt tự nhiên nói dối rằng mình quên mang điện thoại. Nghe vậy, Hạ Quý Thần cau mày, nhưng không nói gì. Lúc này, Lý Đạt tò mò hỏi bọn họ, sao lại gọi anh Thần là học trưởng? Hình như anh ấy không học cùng trường họ. Học trưởng Hạ là sinh viên trường chúng tôi đó. Anh Hạ học khoa đạo diễn. Nghe đến đây, Quý Ước ngạc nhiên ngước nhìn Hạ Quý Thần. Chẳng phải năm đó anh là thủ khoa đại học toàn quốc sao? Chẳng phải anh học trường đại học hàng đầu S sao? Sao lại chuyển sang trường điện ảnh B? Lý Đạt cũng rất ngạc nhiên, cảm thấy Hạ Quý Thần điên rồi, từ bỏ trường học hàng đầu và công việc kinh doanh của gia đình, tới đây học chuyên ngành không liên quan này. Hạ Quý Thần nhắm mắt lại. Hạ Quý Thần, mày điên thật rồi, vì cô ấy mà chạy đến đây, nhất định là điên rồi. Đột nhiên anh đập bàn đứng dậy, nói phải ra ngoài một chút. Nhất thời bầu không khí có chút lúng túng, bọn họ nhìn nhau một lúc. Đúng lúc này, điện thoại của Quý Ước đổ chuông, cô vội vàng đứng dậy, nói uống nhiều trà quá muốn đi vệ sinh. Khi cô nói chuyện điện thoại với mẹ xong, vừa ra đến cửa nhà vệ sinh, thì thấy Hạ Quý Thần đang dựa vào tường, đúng là oan ra ngõ hẹp, chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy, vội vàng rời khỏi đây. Khi chuẩn bị đi ngang qua anh ấy, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, còn chưa thở phào nhẹ nhõm xong, Hạ Quý Thần đã nắm lấy cổ tay cô. Quý Ước có chút bối rối, cố gắng hết sức để thoát khỏi sự khống chế của anh. Hỏi anh muốn làm gì? Hạ Quý Thần dùng lực, đẩy cô ấy vào tường, nâng cằm cô lên, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Quý Ước. Tôi muốn gì à, là cô muốn làm gì mới đúng. Chẳng phải tôi đã nói cô không được xuất hiện trước mặt tôi nữa sao? Hay là cô làm những điều này? Còn chưa nói hết, Quý Ước khó khăn cất lời. Thật trùng hợp, nếu có thể, tôi cũng mong anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hạ Quý Thần dường như muốn xé cô thành từng mảnh. Cô cũng biết anh đang tức giận, nhưng cô không hiểu tại sao anh lại tức giận. 4 năm trước, rõ ràng cô mới là người phải chịu nhiều tủi nhục. Cô không cho phép bản thân giống như trước nữa. Cô lạnh lùng nói, Hạ tiên sinh, phiền anh giơ cao đánh khẽ buông tôi ra, để tôi nhanh chóng biến mất khỏi anh. Nói xong còn khách sáo nói một tiếng cảm ơn. Hạ Quý Thần ghé sát bên tai cô, cảm ơn tôi, cô lấy gì cảm ơn tôi? Tôi còn phải cảm ơn cô đấy. Hay là để tôi giúp cô nhớ lại chuyện 4 năm trước? Ký Ức cứ lạnh lùng nhìn anh như vậy, cô không dám cử động, sợ bản thân cử động thì nước mắt kìm nén sẽ trào ra mất. Hạ Quý Thần như nghĩ tới điều gì đó, cả người đột nhiên lùi lại phía sau, bỏ lại Ký Ức hùng hổ rời đi. Ký Ức nghiến răng thật chặt. Cho đến khi Hạ Quý Thần đi xa, cô mới dựa vào tường từ từ ngồi xuống, nước mắt cũng không kìm được mà tuôn trào. Rốt cuộc phải làm thế nào mới không tổn thương tôi? Anh rõ ràng có tình cảm với cô gái, nhưng lại lạnh lùng từ chối lời tỏ tình của cô, còn bảo cô biến mất khỏi thế giới của anh.
chỉ vì khi cô gái bùm ba la bùm với anh, miệng lại gọi tên người khác. Từ ngày hôm đó cô gái biết, anh ấy ghét mình, mà không hề biết rằng trong suốt 3 năm cô hôn mê. Ngày nào anh cũng đến bệnh viện thăm cô, bây giờ vì để được nhìn thấy cô, anh chủ động tiếp cận bạn cùng phòng của cô. Lâm Nhã sau khi biết chuyện này, trái tim lập tức bị chiếm giữ bởi sự ghen tị. Cô ta không cam tâm bị coi như con cờ của Quý Ức. Khi cô ta nhìn thấy Quý Ức ngồi đó một mình, liền bước tới trước, nói dối mình bị rụng râu, nhờ Quý Ức đi mua băng vệ sinh giúp, còn bảo cô đem đến phòng 1080. Quý Ức không nghĩ nhiều, vui vẻ đồng ý với cô ta. Khi cô gõ cửa phòng, thì nghe thấy giọng nói Hạ Quý Thần vang lên. Cô hơi khựng lại một chút, ý Hạ Quý Thần là bạn trai của Lâm Nhã, ở cùng với nhau cũng là bình thường, nên đành mở cửa bước vào, đặt túi xuống sau đó liền muốn rời đi. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hạ Quý Thần, Quý Ức sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, lắp ba lắp bắp nói cô đến đưa đồ cho Lâm Nhã. Nghe vậy, Hạ Quý Thần cười lạnh một tiếng, được đấy, cái cớ khá hay đấy. Cúi xuống trước mặt Quý Ức, muốn đến phòng tôi thì cứ nói thẳng. Quý Ức cảm thấy anh thật vô lý, liền quay người rời đi, vừa hay gặp Lâm Nhã và mọi người đến đưa đồ ăn cho Hạ Quý Thần. Quý Ức ngạc nhiên, tình huống gì đây, đang định lên tiếng hỏi Lâm Nhã thì Lâm Nhã đã cắt ngang lời cô. Anh Hạ, bọn em đặt đồ ăn đêm, nghĩ anh cũng ở đây nên qua hỏi xem anh có muốn ăn cùng không. Hạ Quý Thần thậm chí còn không ngước mắt lên, đã từ chối cô ta. Lâm Nhã không hề bận tâm đến sự thờ ơ của Hạ Quý Thần, tiếp tục nói chuyện nhẹ nhàng, nếu chút nữa anh thấy đói thì liên lạc với em nhé. Sau đó cô ta quay sang nhìn Quý Ức với vẻ mặt ngây thơ, hỏi tại sao cô lại ở đây. Thấy tình hình không ổn, hai người bạn còn lại bước ra giải vây giúp. Bọn họ đều từng học trường số 1 Tô Thành, nói không chừng đã quen biết nhau từ trước. Lâm Nhã miệng cười lòng không cười, nhưng trước đó từng hỏi Tiểu Quý, cô ấy nói không quen biết anh Hạ mà. Lúc này Quý Ức cũng hiểu ra, cô ta cố ý gài bẫy mình gắn mác, ám tỉnh bạn trai của bạn thân. Quý Ức nhìn chằm chằm Lâm Nhã, tại sao tớ lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải cậu nói cậu đến tháng, nhờ tớ mua băng vệ sinh giúp, còn đặc biệt dặn tớ rằng cậu chuyển đến phòng 1808 rồi. Vừa nói vừa chỉ tay sang bên cạnh, đồ tớ để ở kia. Lâm Nhã lập tức rưng rưng nước mắt, giống như chịu ấm ức lắm không bằng, nói cả tối nay tớ đều ở suối nước nóng, không hề nói mấy lời này. Có phải cậu muốn đến tìm anh Hạ, không có cớ, nên lấy tớ ra làm lá chắn không? Mọi người đều nói, 4 năm trước, vừa bước vào trường điện ảnh B, Quý Ức đã vô cùng nổi tiếng. Nếu không phải 3 năm trước bị tai nạn hôn mê 3 năm, thì đã trở thành người nổi tiếng trong giới giải trí từ lâu rồi. Uổng công mình luôn đối xử tốt với cậu, vậy mà cậu lại tiếp cận anh Hạ, lấy mình ra làm lá chắn. Nói xong liền khóc nức nở. Sau một loạt thao tác, hai người bạn cùng phòng đều tin cô ta, bảo Quý Ức xin lỗi Lâm Nhã. Quý Ức không hiểu, rõ ràng mình không làm gì cả, tại sao giải thích rồi mà không ai tin. Hạ Quý Thần không chịu nổi nữa, muốn lên tiếng ngăn Lâm Nhã lại, thì bị tiếng cười lạnh lùng của Quý Ức cắt ngang. Cậu nói những lời này, không thấy chột dạ sao? Vừa nói cô vừa tháo đồng hồ đeo tay ra, bật đoạn hội thoại vừa rồi với Lâm Nhã lên. Lâm Nhã lập tức hoảng hốt, thấy đoạn ghi âm vẫn đang phát, cô ta liền giơ móng vuốt lao về phía Quý Nhã, yêu cầu cô không được phát nữa. Vừa gào mồm lên vừa đập túi sách về phía Quý Ức. Nhìn thấy chiếc túi sắp đập vào mặt Quý Ức, một bàn tay kéo lấy cánh tay cô, kéo toàn bộ cơ thể cô ấy trở lại. Cách mắng Lâm Nhã bị điên à. 2 giây sau, Quý Ức định thần lại, vô thức đẩy Hạ Quý Thần ra, bảo anh đừng chạm vào mình. Sau đó nhìn Lâm Nhã với ánh mắt lạnh lùng, tôi đã cho cậu cơ hội, là do cậu không cần thôi. Cô quyết liệt áp sát Lâm Nhã, nếu cậu đã biết Quý Ức không đơn giản, vậy thì tôi khuyên cậu một câu, đừng chọc vào tôi. Rõ ràng là cô gái mình thích, lại nhẫn tâm từ chối lời tỏ tình của cô, bởi vì đêm đó cô say lỡ ngủ cùng anh, nhưng lại liên tục gọi tên anh trai của anh. Nhưng người sống trong lòng anh, dù anh có muốn trốn tránh, cũng không kìm được mà tiến lại gần. Khi nghe thấy Lâm Nhã gọi tên Quý Ức, anh bước tới trước bắt chuyện với cô ta. Khoảnh khắc quay đầu lại, Lâm Nhã cảm thấy như mình trúng số độc đắc, anh chàng siêu đẹp trai. Điều khiến cô ta vui mừng hơn là, anh chủ động trao đổi số điện thoại, cô ta cũng giả vờ dè dặt đồng ý. Sau đó thường xuyên liên lạc với Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần rất hiếm khi trả lời cô ta. Cô ta nghĩ chắc do tính cách anh như vậy, trời sinh đã lạnh lùng. Mặc dù bọn họ chưa xác nhận mối quan hệ, nhưng khi bạn cùng phòng hiểu lầm bọn họ là người yêu của nhau, Lâm Nhã cũng không làm rõ, bởi vì cô ta cho rằng cuối cùng mình sẽ trở thành bạn gái của anh. Nếu không thì tại sao anh lại mời cô ta đi ăn tối? Tại sao bạn lại mời cô ta đến dự bữa tiệc ngoài trời? Ồ, không nói là hẹn cô ta, nhưng mỗi lần nhắc đến từ cả phòng em, chỉ là lúc ấy cô ta đang chìm trong niềm vui được ở gần anh, hoàn toàn không nhận ra ý trong lời của anh. Cho đến đêm ở bữa tiệc ngoài trời đó, Quý Ức nói với cô ta, Hạ Quý Thần gọi điện về ký túc xá tìm cô ta. Lúc đó cô ta mới bắt đầu nghi ngờ, người mà anh ấy thực sự muốn tìm không phải là mình. Cho nên khi cô ta hẹn Hạ Quý Thần đi chơi cuối tuần, cố tình nói với anh rằng cuối tuần Quý Ức đi tắm suối nước nóng. Đúng như dự đoán, tối hôm đó tôi bất ngờ gặp được Hạ Quý Thần.
Lúc đó cô ta đã biết mọi chuyện, và cũng hiểu ra mọi thứ. Hạ Quý Thần không có ý gì với cô ta, rõ ràng là anh có dụng ý khác không phải cô ta, mà là Quý Ức. Một tháng này, cô ta chỉ là một quân cờ bị người ta lợi dụng mà thôi. Làm sao cô ta có thể bằng lòng, làm sao cô ta có thể cam tâm, nhưng suy cho cùng cô ta không muốn chia tay với Hạ Quý Thần. Cho nên cô ta muốn hủy hoại Quý Ức, cô ta muốn hai người bạn cùng phòng khinh thường cô, cũng muốn Hạ Quý Thần nghĩ rằng cô là một người phụ nữ đầy mưu mô. Cho nên cô ta bày mưu tính kế, không ngờ Quý Ức lại có máy ghi âm bên người, không hủy được người muốn hủy, còn hủy hoại bản thân. Chắc chắn hai người bạn kia đều khinh thường cô ta. Còn Hạ Quý Thần, nghĩ đến đây, đầu ngón tay Lâm Nhã run rẩy. Cô ta cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần cúi xuống nhặt túi xách cô ta lên. Khoảnh khắc này, một tia hy vọng lóe lên trong trái tim tuyệt vọng của cô ta. Anh ấy tha thứ cho mình sao? Giây tiếp theo, Hạ Quý Thần giơ chiếc túi trong tay lên, ném mạnh về phía Lâm Nhã. Lâm Nhã nước mắt chảy như sông, nghẹn ngào gọi anh Hạ. Ánh mắt Hạ Quý Thần rất dữ tợn, chán ghét đuổi cô ta cút ra ngoài. Sau sự cố này, Lâm Nhã không trở lại ký túc xá trong nhiều ngày liên tiếp. Nghe bạn cùng phòng nói cô ta chuyển ra ngoài rồi, bây giờ đi học đều ngồi xe SBI. Nói đến đây, bọn họ nhớ ra học trưởng Hạ cũng đi xe SBI. Đoán Lâm Nhã đã chuyển đến nhà của học trưởng Hạ, dắt Tào Tháo đến liền. Lâm Nhã kéo vali bước vào, thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Quý Nhã mang quần áo bẩn xuống lầu, nhìn thấy Lâm Nhã và Hạ Quý Thần đứng đối diện với nhau. Chẳng lẽ cô ta thực sự chuyển đến nhà Hạ Quý Thần? Hạ Quý Thần vẫn luôn cúi đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa hay chạm mắt với Quý Ức. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi hoảng sợ khó tả, vô thức đi về phía Quý Ức. Nhưng chưa đi được mấy bước, Quý Ức đã quay người vội vã rời đi, đi vào phòng giặt đồ. Trái tim cô cứ đập thình thịch, cô nghĩ mình bị hoa mắt, sao anh ta có thể đi về phía mình được chứ? Thấy Quý Ức rời đi, tâm trạng Hạ Quý Thần cực kỳ tồi tệ, không có tâm trạng nghe Lâm Nhã nói gì, lập tức sải bước ngồi lên xe. Mặc kệ Lâm Nhã có đập cửa xe như thế nào, anh đều nhắm mắt làm ngơ, đạp ga phóng đi mất. Chẳng bao lâu sau, anh nhận được cuộc gọi từ Hàn Chi Phản, hẹn gặp ở Kim Bích Huy Hoàng. Hàn Chi Phản nhìn thấy Hạ Quý Thần, liền nhìn ra tâm trạng anh không vui, hỏi anh ở điện ảnh B không thoải mái à? Hạ Quý Thần không nói gì. Hàn Chi Phản rất thắc mắc, rõ ràng năm đó anh có lựa chọn tốt hơn, nhưng lại từ bỏ tiền đồ sáng lạn, cứ đòi đến điện ảnh B. Nói thật đi, cậu tới điện ảnh B là vì chuyện gì? Có phải cậu đến vì ai đó không? Hạ Quý Thần sững sờ một chút, như bị nói trúng tim đen, anh ho không ngừng. Hàn Chi Phản tiếp tục nói, là nam hay nữ, có phải cũng ở điện ảnh B không? Nhìn vẻ mặt lo lắng của Hạ Quý Thần, anh biết mình đoán đúng, còn muốn tiếp tục nói gì đó. Hạ Quý Thần trực tiếp đứng dậy rời đi. Trên đường về nhà, anh cứ suy nghĩ về những gì Quý Úc nói. Nếu có thể, cô cũng mong anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô. Vậy nên, Hạ tiên sinh, anh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ gây đem lại phiền phức cho anh. Phiền anh buông đôi tay ngọc ngà ra, để tôi nhanh chóng biến mất khỏi mắt anh. Bất ngờ đạp phanh, cách đó không xa, một cô gái cuộn tròn ngồi xổm trên mặt đất. Đôi vai đang rung nhẹ, giống như đang khóc, mặc dù không nhìn rõ mặt cô, nhưng anh vừa nhìn đã nhận ra cô là ai. Toàn thân Quý Ức đang run lên, mặt lấm tấm những hạt mồ hôi, cơn đau bụng khiến cô mềm nhũn ngã xuống đất. Trong lúc mơ hồ có ai đó chạy về phía cô, không ngừng gọi Tiểu Ức, giọng nói này rất quen, hình như là Hạ Quý Thần, nhưng sao anh ấy lại dùng giọng điệu lo lắng như vậy? Chắc hẳn là đau quá bị ảo giác rồi, nếu không sao anh ấy lại sốt ruột như vậy được, ôm lấy mình cẩn thận như vậy, giống như rất lo lắng cho mình vậy. Chờ cho đến khi cô mở mắt ra lần nữa, nhìn quần áo trong tủ, cô sốc ngang ôm chăn ngồi bật dậy. Đây là nhà của một người đàn ông, còn chưa kịp suy nghĩ gì, cửa phòng lạch cạch mở ra, cô ngẩng đầu nhìn, chính là Hạ Quý Thần. Tất cả những ảo giác xảy ra trước khi hôn mê có phải là thật không? Nhìn thấy Hạ Quý Thần đang đi về phía cô, Quý Ức lo lắng siết chặt chiếc chăn. Khi cô đang không biết nên làm gì, thì giọng Dì Trương vang lên, Hạ tiên sinh, tôi mang cháo lên đây rồi, bây giờ cho tiểu thư ăn sao? Hạ Quý Thần không nói gì, nhìn chằm chằm Quý Ức một lúc, mới quay qua gật đầu với Dì Trương. Dì Trương bưng cháo đến bên giường, nói Quý Ức bị viêm dạ dày cấp tính, đã tiêm cho cô một mũi, bác sĩ khuyên mấy ngày này nên ăn đồ thanh đạm. Vừa nói hắn vừa đưa thìa cháo trước mặt Quý Ức. Quý Ức không ăn, mà ngẩng đầu lên nhìn sang Hạ Quý Thần, tối qua cảm ơn anh, nói xong liền rời khỏi giường. Dì Trương khuyên thế nào cũng vô dụng. Thấy vậy, Hạ Quý Thần bước tới trước, bình tĩnh lên tiếng, cháo không hợp khẩu vị. Quý Ức lắc đầu, sau một lúc im lặng cô nói, Hạ tiên sinh, phiền anh cho tôi biết tiền thuốc tối qua hết bao nhiêu. Sắc mặt Hạ Quý Thần hiển nhiên không vui, không tiếp tục chủ đề của cô ấy, mà bảo Dì Trương ghi lại hướng dẫn sử dụng thuốc, đưa Quý Ức cầm về uống. Quý Ức không hiểu, anh ta làm vậy là vì điều gì? Rõ ràng anh ta ghét mình như vậy, chắc chắn không phải vì quan tâm, mà làm những điều này với cô. Tất nhiên cô nghĩ đến Lâm Nhã, chẳng lẽ là anh đang thay Lâm Nhã xin lỗi? Cô quay đầu nhìn Hạ Quý Thần, anh không cần phải làm vậy đâu. Hạ Quý Thần cảm thấy hoài nghi,
Trước lời nói khó hiểu của cô, Quý Ước trực tiếp nói rõ ràng, tôi biết anh làm vậy với tôi là để thay Lâm Nhã xin lỗi tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô ấy. Hơn nữa tối qua anh đã cứu tôi, vậy tôi sẽ coi chuyện này chưa từng xảy ra. Hạ Quý Thần nghe vậy liền cau mày, chưa đợi anh nói gì, Quý Ước trực tiếp lấy một xấp tiền ra, đặt lên bàn, tiền thuốc men tối qua, chắc đủ rồi nhỉ. Nói xong liền đi về phía cửa, cô ấy không muốn khi Lâm Nhã quay lại, gây ra những hiểu lầm không đáng có. Vừa định mở cửa, Hạ Quý Thần xuất hiện ở phía sau, giữ chặt lấy vai cô, xoay người đẩy cô dựa vào cửa, ánh mắt vô cùng tức giận, muốn đưa tôi với Lâm Nhã đến với nhau như vậy. Quý Nhã không hiểu tại sao anh lại tức giận, cô cũng không muốn hiểu, suy cho cùng cô không muốn bị đối xử nhục nhã như 4 năm trước. Hạ Quý Thần nghĩ tới, có vẻ như dù mình có làm gì, cô ấy cũng chỉ gán ghép mình với Lâm Nhã. Anh tóm lấy tay Quý Ước, dùng lực không kiểm soát, Quý Ước đau đớn kêu lên. Lúc này, Hạ Quý Thần mới nhận ra, hoảng hốt thu tay lại, nhìn vào vết đỏ trên tay Quý Ước, anh áy náy xin lỗi Quý Ước, và muốn nói với Quý Ước, mình và Lâm Nhã không có quan hệ gì cả, chỉ là anh chưa nói hết lời, liền bị Quý Ước cắt ngang. Cô nói mình không quan tâm những điều này, quay người rời khỏi đây. Hạ Quý Thần siết chặt nắm đấm, không có dũng khí để đuổi theo. Anh hận, hận bản thân không thể giải thích rõ ràng, bản thân không có mồm hay sao? Rõ ràng anh cũng có miệng, cũng không phải bị câm, nhưng chưa bao giờ nói rõ ràng. Khi cô gái anh thích, hiểu lầm anh thích người khác, anh cũng chỉ tức giận căm hận bản thân. Tại sao không nói thẳng với cô ấy, rằng người anh thích vẫn luôn là cô? Quý Ước không muốn dây dưa với anh, trực tiếp quay người rời khỏi đây. Ngồi trên xe, Quý Ước không ngừng suy nghĩ. Rõ ràng anh ta nên giữ khoảng cách với mình, nhưng lại cứu mình, còn biểu hiện lo lắng như vậy. Rốt cuộc là tại sao? Có lẽ trong trường hợp đó, không thể nhắm mắt làm ngơ được, không nghĩ nữa. Dù sao cũng không nghĩ ra câu trả lời. Trở lại trường, Quý Ước liền lên giường đi ngủ, không biết qua bao lâu mới ngủ dậy. Xuống giường phát hiện trên bàn có hộp cơm, hóa ra là Đường Họa thấy Quý Ước vừa về đã ngủ. Có lẽ chưa ăn cơm, nên đã mang đồ ăn từ căng tin về cho cô. Quý Ước vừa ăn một miếng, ngon hơn nhiều so với bình thường. Cô thắc mắc hỏi Đường Họa, thức ăn lấy từ căng tin số 1 sao? Sao tớ có cảm giác vị hơi khác? Đường Họa chột dạ nói, chắc là cậu đói quá, nên sinh ra ảo giác rồi. Tiếp đó liền đến bên cạnh Quý Ước, nói với cô một tin tức không thể tin nổi, bạn trai của Lâm Nhã không phải là học trưởng Hạ, mà là công tử nhà giàu Dương Sóc. Chẳng trách lần đó tớ muốn nói, anh Hạ là bạn trai của cậu ấy. Cậu ấy liền vỗ tay mình, lúc đó mình có chút không hiểu, bây giờ thì hiểu rồi, hóa ra là Lâm Nhã tự phòng cho mình là bạn gái của anh Hạ. Quý Ước khựng lại, cho nên Lâm Nhã và Hạ Quý Thần không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng bọn họ có quan hệ hay không, hình như cũng không liên quan gì đến mình lắm. Ở diễn biến khác, điện thoại Hạ Quý Thần rung lên, là tin nhắn của Đường Họa. Cô nói với Hạ Quý Thần, Quý Ước đến bệnh viện, bác sĩ nói không vấn đề gì cả, sau khi tỉnh dậy cậu ấy cũng ăn cơm rồi. Cô cũng đã kể chuyện về Lâm Nhã, nói với Tiểu Ước không thiếu một từ, cuối cùng còn hỏi Hạ Quý Thần một câu, tại sao anh lại đối xử với cậu ấy như vậy? Hạ Quý Thần rơi vào trầm tư, hai chữ này gần đây luôn có người hỏi anh. Thành tích hàng đầu, được cử đi học đại học ở Mỹ, công ty Hạ Thị thì sao, tương lai tươi sáng phía trước thì sao? Tất cả những thứ này không phải thứ anh muốn, điều anh muốn chính là giữ cô ấy ở nơi mà anh luôn nhìn thấy. Anh chưa từng ôm mộng một ngày nào đó có thể có được cô ấy. Mãi cho đến đêm của 4 năm trước, hôm đó anh uống hơi say, kiếm cớ rời khỏi phòng, vừa quay đầu thì thấy Quý Ước lạng trạng đi ra khỏi nhà vệ sinh. Quý Ước nhìn thấy anh, liền mỉm cười chạy về phía anh, vùi đầu vào lòng Hạ Quý Thần, rồi ngước mắt lên nhìn anh. Sau một hồi quan sát, cô gọi một tiếng Hạ, tôi ngủ ngay tại chỗ. Hạ Quý Thần có chút hoảng sợ, không biết phải làm gì. Đột nhiên trong cái khó ló cái khôn, nhớ ra vì sợ bản thân đi tụ tập về muộn, về nhà bị bố mẹ mắng, nên đã đặt phòng ở trên lầu. Anh bế Quý Ước lên, đi vào phòng mình đã đặt, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đang định rời đi để cô nghỉ ngơi, thì bị Quý Ước kéo cà vạt lại, vòng tay qua cổ anh, hai người họ thuận thế ngã xuống. Đây là lần đầu tiên anh ở gần cô như vậy, đôi lông mi dài, làn da trắng mịn, anh cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ, cho đến khi hai người kết thúc, anh cũng không dám tin. Hạ Quý Thần nhanh chóng rút lại suy nghĩ của mình, để bản thân ngừng nhớ lại, dù đã 4 năm trôi qua, anh vẫn không có dũng khí và gan dạ, để bản thân nghe lại những lời cô nói. Anh không biết phải làm gì để yêu cô ấy đúng cách. Mấy ngày sau, Quý Ước đến công ty của đạo diễn Lương, muốn phỏng vấn phim mới của ông, vừa hay gặp được Từ Nghệ. Năm đó trong đoàn phim Vạn Thiên Phong Hoa, Quý Ước và Từ Nghệ cũng coi như quen biết. Khi anh nghe nói Quý Ước muốn diễn phim mới của đạo diễn Lương, anh cảm thấy hình tượng của cô rất phù hợp. Diễn xuất thì không phải bàn rồi, nhưng đạo diễn Lương không có ở đây, nên bảo cô để lại số điện thoại trước, đợi chút nữa sẽ nhắn tin cho cô. Chuyện đã như vậy, cô chỉ đành đợi điện thoại từ Từ Nghệ. Đột nhiên có người gọi tên cô, giọng nói này quá quen thuộc với cô. Nếu Hạ Quý Thần là người đầu tiên cô không muốn gặp, thì cô ta chính là người cô không muốn gặp sau Hạ Quý Thần.
chính là bạn thân từng rất thân của cô, cũng là người đã lấy đi mọi thứ của cô, Quý Ước và Thiên Ca đều mơ ước trở thành ngôi sao. Nhưng Thiên Ca lại may mắn hơn cô ấy, 6 tuổi đã được lên màn ảnh nhỏ, được biết đến là ngôi sao nhí. Không may, mặc dù xuất phát điểm của Thiên Ca rất tốt, nhưng không thể trở thành cú hít lớn. Khi còn học cấp 3, cô và Thiên Ca từng ước hẹn, dù ai trong hai người họ nổi tiếng, cũng không bỏ lại người kia ở phía sau. Cho nên 4 năm trước, sau khi Quý Ước nổi tiếng với Thiên Vạn Phong Hoa, cô đã dốc sức tiến cử cô ta. Sau đó họ cùng tham gia diễn một tác phẩm, mọi người đều nhớ đến Quý Ước, không ai chú ý đến Thiên Ca. Quý Ước biết trong lòng cô ta không vui, liền mời cô ta tham gia studio của cô. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng Thiên Ca không thay đổi, nhưng suy cho cùng cô không thể hiểu được rằng Thiên Ca ngay từ đầu đã mạnh hơn cô, tâm lý trái ngược sau khi trở nên yếu đuối hơn cô. Tối hôm đó cô và Thiên Ca cùng nhau về điện ảnh B. Thiên Ca bỗng tìm cớ xuống xe giữa chừng. Lúc đó cô không nghĩ nhiều về chuyện đó, mà bảo tài xế tiếp tục lái xe. Sau đó cô bị tai nạn xe hơi. Trước khi mất ý thức, cô mơ hồ nhìn thấy tài xế gây tai nạn, hình như là bạn trai của Tạ Tư Dao. Trong thời gian Quý Ước hôn mê, Thiên Ca tiếp quản studio của cô ấy, cướp vai nữ chính trong bộ phim mới của cô, còn hào phóng chia sẻ chiếc bánh với Tạ Tư Dao. 3 năm sau, khi Quý Ước tỉnh lại, Thiên Ca đã trở thành chị lớn trong làng giải trí, còn cô chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, đang vật lộn ở đáy xã hội. Giọng nói của Thiên Ca lại vang lên, lâu rồi không gặp, Tiểu Ước. Suy nghĩ của Quý Ước bị kéo trở lại, giả vờ thôi mà, ai mà không biết, đúng vậy, đã lâu không gặp. Sau đó Thiên Ca bắt đầu khoe khoang, nói mấy năm qua mình quá bận, không có thời gian quan tâm đến những chuyện khác, cậu tỉnh lại tôi cũng không biết. Quý Ước vẫn giữ nụ cười trên môi, như thể không nghe thấy lời khoe khoang của Thiên Ca. Thiên Ca không muốn để Quý Ước cứ như vậy mà đi, hỏi cô đến tìm Từ Nghệ vì phim mới của đạo diễn Lương Sao. Quý Ước cũng thẳng thắn thừa nhận, thấy vậy Thiên Ca bắt đầu khiêu khích, phim của đạo diễn Lương bây giờ không dễ tí nào, casting khắt khe hơn nhiều so với 3 năm trước, hơn nữa cậu không còn là cậu của 3 năm trước nữa. Đáng tiếc Quý Ước cũng không phải dạng vừa, cô bình tĩnh liếc nhìn Thiên Ca, đương nhiên, tôi của bây giờ muốn trở thành chị lớn trong làng giải trí. Cho nên cậu nên cẩn thận, đừng để một ngày nào đó tôi áp đảo cậu. Thiên Ca nghe vậy sắc mặt cứng đờ, vội vàng kiếm cớ rời khỏi đây. Buổi tối Quý Ước trở về nhà, mẹ Quý hỏi cô tình hình của Hạ Quý Thần, ẩm thực phẩm dinh dưỡng mình mua ra, bảo Quý Ước đem đến cho anh. Quý Ước trực tiếp từ chối, nói mình không biết anh ấy ở đâu, cũng không có số điện thoại liên lạc. Giây sau, mẹ Quý liền cầm điện thoại cô, gọi điện cho Hạ Quý Thần. Quý Ước hết cách, chỉ đành thuận theo mẹ, đem đồ bổ đến cho Hạ Quý Thần, nhưng bấm chuông hồi phá ao, không thấy ai mở cửa. Tưởng Hạ Quý Thần có việc ra ngoài, cô liền quay người rời đi. Đúng lúc này cửa mở ra, Quý Ước quay đầu lại, thấy Hạ Quý Thần sắc mặt nhợt nhạt, còn ho không ngừng, chẳng lẽ anh ta bị ốm rồi? Bỏ đi, chuyện này không liên quan đến mình, đưa thực phẩm bổ sung dinh dưỡng đến trước mặt anh ấy. Thấy anh không nhận, cô liền đặt đồ xuống đất, không còn sớm nữa, tôi đi trước đây. Chưa bước được hai bước, đã nghe thấy huỳnh một cái, quay đầu lại phát hiện Hạ Quý Thần đã ngã xuống đất. Trên mặt anh lúc này không có chút máu nào, có cảm giác ốm yếu lan khắp cơ thể. Quý Ước rơi vào lưỡng lự, không biết có nên quan tâm anh không. Cuối cùng lý trí đã chiến thắng, anh ta ngất xỉu không liên quan đến mình, mặc kệ anh ta đi. Là anh ta nói, bảo mình cả đời này đừng xuất hiện trước mặt anh nữa, không cần thiết phải tiếp tục chạy theo anh ta nữa. Hơn nữa, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, những thứ khác, mình không cần quan tâm nữa. Quý Ước liên tục kiếm cớ cho mình, nhưng nói nhiều chỉ che giấu sự hoảng loạn bên trong. Bước chân vội vã chợt dừng lại, nghĩ đến đêm qua mình ngất xỉu trên đường vì đau bụng. Chính Hạ Quý Thần đã đưa cô về nhà, chăm sóc cô chu đáo, vẫn lựa chọn quay người lại. Cô cho Hạ Quý Thần uống thuốc hạ sốt, đỡ anh ấy lên giường. Lúc đắp chăn cho anh, tay cô vô tình chạm vào ngực anh. Cảnh tượng cô và anh đẩy xe bò đêm đó bỗng hiện lên trong đầu cô, toàn thân cô run rẩy dữ dội. Cô nhanh chóng rút tay lại. Không biết qua bao lâu, Hạ Quý Thần từ từ mở mắt ra. Anh ngạc nhiên khi thấy Quý Ước nằm cạnh giường mình. Còn chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể Quý Ước đã trượt xuống mép giường. Hạ Quý Thần vội vàng đưa tay ra giữ lấy cơ thể trượt xuống của Quý Ước, đổi cho cô một tư thế thoải mái nằm xuống. Nhìn Quý Ước đang ngủ say, khóe môi anh vô thức nở một nụ cười. Không biết cảnh tượng này đã xuất hiện bao nhiêu lần trong giấc mơ của anh. Cũng chỉ trong giấc mơ, anh mới dám hy vọng Quý Ước ở bên cạnh mình. Quý Ước đột nhiên xoay người nằm trong vòng tay anh, giống như một con mèo con, cọ qua cọ lại, cơ thể Hạ Quý Thần cứng đờ, đôi má ngượng ngùng đỏ bừng. Anh không khỏi ôm chặt Quý Ước, thì thầm vào tai cô ấy, đừng động, nếu cứ động, anh không đảm bảo em sẽ an toàn đâu. Thấy Quý Ước vẫn cọ lên cọ xuống, trong giây lát, anh không thể phân biệt được đây là thực hay mơ. Trong lúc mơ màng, anh hùa theo Quý Ước, chớp mắt, Hạ Quý Thần đau đớn kêu lên một tiếng, chạm vào tai bị thương. Đến lúc này anh mới nhận ra đây không phải là mơ. Anh suýt nữa thì đã ép cô ấy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Quý Ước dùng lực đẩy anh ra, đôi mắt đã đầy nước mắt, miệng không ngừng nói,
Buông tôi ra, Hạ Quý Thần thấy vậy liền hoảng hốt, muốn lau nước mắt cho cô ấy. Quý Ước lại quay người và rời khỏi giường, bảo anh đừng chạm vào mình. Chẳng lẽ anh ta lại muốn làm nhục mình? Giống 4 năm trước, Hạ Quý Thần bước tới muốn giải thích, Quý Ước sợ đến mức liên tục lùi về phía sau, miệng lớn tiếng hét lên, đừng đến gần tôi, Hạ Quý Thần, nếu không phải hết cách, tôi cũng sẽ không mang đồ đến cho anh, càng không muốn xuất hiện trước mặt anh, sở dĩ tôi ở lại chăm sóc anh, chỉ là để báo đáp ân huệ ngày hôm qua mà thôi. Bây giờ đã trả hết nợ rồi, phiền anh tránh xa tôi ra. Nghe thấy hết nợ, tim Hạ Quý Thần như bị vật gì đó đâm mạnh, anh nghiến răng thật chặt, lại đưa tay ra lần nữa, muốn giúp cô ấy lau nước mắt. Chỉ mới đến gần một chút, Ký Ức liền dùng lực hất tay anh ra, tức giận quát tháo, Hạ tiên sinh, anh nên biết rõ rằng, đêm 4 năm trước, tôi đã nói gì với anh, đầu đến cuối, đều chỉ coi anh là. Hạ Quý Thần biết cô định nói gì, phản ứng quyết liệt bảo cô im mồm, Ký Ức tiếp tục nói như không nghe thấy gì, xem anh như. Hạ Quý Thần hoàn toàn nổi giận, bất ngờ giơ tay lên, không chút thương tiếc vùng về phía Ký Ức, Ký Ức theo bản năng nhắm mắt lại, không có sự đau đớn về thể xác, nhưng lại vang lên giọng nói xin lỗi của Hạ Quý Thần. Xin lỗi, vừa rồi tôi không có ý đó, tôi sẽ không bao giờ đến gần em nữa, em không cần phải sợ hãi nữa, có lẽ vết thương trước đó quá sâu. Bất kể Hạ Quý Thần nói gì, cô đều không tin, cũng không muốn tin, thay vào đó cô cúi đầu lạnh lùng nói, hy vọng sau này, không gặp lại nữa. Nói xong dứt khoát rời khỏi đây, bỏ lại Hạ Quý Thần đứng im tại chỗ, nghĩ tới những lời Quý Ước nói, không bao giờ gặp lại, liệu mình có thật sự làm được không? Sáng sớm hôm sau, Quý Ước nhìn vào dấu tích trên cổ, nghĩ về mọi chuyện ngày hôm qua. Tâm trạng không khỏi xa xút, cô không biết phải làm gì để xóa anh hoàn toàn khỏi cuộc đời mình. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, là Từ Nghệ gọi đến, bảo Quý Ước đến đài truyền hình thử vai. Đối với Quý Ước mà nói, đây tuyệt đối là cơ hội ngàn năm có một, lập tức bắt xe đến đài truyền hình. Quý Ước vừa xuống xe, liền nhìn thấy Từ Nghệ đang đợi cô, kêu Quý Ước nhanh chóng theo mình vào trong, đạo diễn Lương đang chờ rồi. Khoảnh khắc mở cửa ra, Quý Ước cảm thấy rất bất ngờ. Ngoài đạo diễn Lương, hai giám khảo còn lại cũng là diễn viên kỳ cựu. Từ Nghệ bảo cô đừng lo lắng, phát huy như bình thường là được. Quý Ước cảm ơn Từ Nghệ, cô sẽ nắm chắc cơ hội này. Quý Ước bình tĩnh giới thiệu bản thân. Nghe xong, nam diễn viên kỳ cựu hỏi cô muốn thử vai diễn nào. Quý Ước buột miệng nói Tiểu Cửu. Từ Nghệ kinh ngạc ngẩng đầu, bởi vì Tiểu Cửu là vai phụ, tổng cộng chỉ có 5 lời thoại, ngay cả đạo diễn Lương ít nói cũng không kìm được mà hỏi nguyên do. Quý Ước không đưa ra nhiều lời giải thích, chỉ nói là mình thích nhân vật này. Trong lòng cô biết rõ, vai diễn Tiểu Cửu rất khác biệt. Cô ấy là Lê, vị yêu mà điên cuồng, vị yêu mà sa đọa, cuối cùng vị yêu mà hy sinh. Tuy số lần xuất hiện ít, nhưng có thể mang đến đủ cú sốc, và việc đầu tiên cô làm khi quay trở lại làng giải trí chính là tạo tiếng vang, để khán giả nhớ đến mình. Bắt đầu diễn thử, Quý Ước bước tới trước bốc đề. Khi người bạn yêu tha thiết nói lời chia tay, bạn sẽ làm gì? Cô cụp mắt xuống suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu lên, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, là Hạ Quý Thần. Tâm trạng khó tránh bị ảnh hưởng, nhưng cô ấy biết buổi thử vai hôm nay rất quan trọng, dù anh ta đến đây làm gì, cũng chẳng liên quan gì đến mình. Nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng và vào trạng thái, khi nghe thấy 5 chữ chúng ta chia tay đi, Quý Ước vươn tay ra muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng nói được gì, mà từ từ cúi đầu xuống, đi về hướng ngược lại, mới bước được 2 bước lại dừng lại, muốn quay đầu nhìn, nhưng cô không cho phép mình nhìn lại, nhấc chân lên lần nữa, tiến về phía trước 2 bước, đôi mắt đen đã chuyển sang màu đỏ, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt. Hạ Quý Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, nhớ lại 4 năm trước, mình đã nói rất nhiều điều xúc phạm cô ấy, nếu lúc đó không như vậy, liệu cái kết sẽ khác? Quý Ước không nói một lời nào trong suốt màn biểu diễn, lại thể hiện được sự đau khổ tột cùng của cảnh chia tay. Ban giám khảo cũng khá hài lòng, đều khen đây là một mầm non tốt. Lúc này Quý Ước gạt bỏ cảm xúc diễn xuất, đang chuẩn bị cúi đầu cảm ơn, thì cửa phòng thử vai bị mở ra, Thiên Ca đưa trợ lý bước vào, thì thầm to nhỏ bên tai đạo diễn, không biết cô ta đã nói gì, mà sắc mặt đạo diễn Lương đầy chán ghét. Tiếp đó đập bàn đứng dậy, kêu Từ Nghệ cùng ông ra ngoài một chút. Quý Ước kinh ngạc, rốt cuộc Thiên Ca đã nói gì mà khiến đạo diễn Lương tức giận như vậy. Cô căng thẳng siết chặt nắm tay, lo lắng là lời bất lợi cho cô. Đột nhiên cửa bị mở ra, Từ Nghệ vẻ mặt áy náy, thật ngại quá Quý Ước, quyết định tạm thời loại cô khỏi buổi thử vai. Quý Ước nhìn chằm chằm Từ Nghệ, vốn định hỏi gì đó, nhưng nghĩ tới Thiên Ca chắc chắn đã có chuẩn bị trước, nếu không cũng sẽ không khiến cô thất vọng vào phút chót. Việc nhỏ không nhịn ắt hỏng việc lớn, nếu như mình không nhịn, có lẽ sẽ khiến bản thân thảm hại hơn mà thôi. Quý Ước liền nở một nụ cười thân thiện, cảm ơn Từ Nghệ đã giúp đỡ. Từ Nghệ rất áy náy, bảo cô đừng nói như vậy, em rất có tiềm năng, chắc chắn tương lai sẽ có cơ hội khác. Quý Ước vẫn giữ nụ cười trên môi. Sau khi cảm ơn Từ Nghệ xong, cô lễ phép cúi người chào ban giám khảo, rồi bình tĩnh rời khỏi đây. Quý Ước không phát hiện, khoảnh khắc cô quay người rời đi, Hạ Quý Thần bất ngờ đứng dậy, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Tại sao cô ấy lại đột nhiên rời đi? Đi đến cửa, Thiên Ca và đạo diễn Lương vẫn đang nói chuyện. Quý Ước giả vờ như không nhìn thấy, đi thẳng vào thang máy. Khoảnh khắc cửa thang máy sắp đóng lại, một bàn tay mảnh mai thò vào. Tinh Báo tự đắc chỉ vào Quý Ước, nhìn thấy mà sao không chào hỏi nhỉ? Quý Ước phớt lờ cô ta. Cô ta trực tiếp ghé sát vào tai Quý Ước. Quý Ước công nghĩ, chỉ có cô không còn là cô của 4 năm trước à? Tôi chỉ nói vài lời với đạo diễn Lương, ông ấy lập tức loại cô khỏi buổi thử vai, còn cô chỉ có thể bước đi trong tuyệt vọng. Cô vẫn muốn có chỗ đứng trong giới giải trí nhỉ? E rằng bây giờ cô không bước nổi nữa rồi. Quý Ước không nhịn nổi nữa, nâng cầm cô ta lên ép sát cô ta. Cô đang sợ cái gì? Tôi chỉ đến thử vai diễn phụ. Cô đã đích thân ra mặt đối phó, rốt cuộc nên nói cô không có tự tin hay là quá đáng thương? Xem ra cho dù là 4 năm trước hay 4 năm sau, cô vẫn luôn sợ tôi như vậy. Khiến ta sợ hãi mặt tái mét. Cho đến khi Quý Ước quay người rời đi, cô ta mời từ từ hoàn hồn lại, cất lời bảo Quý Ước đứng lại. Chẳng lẽ cô không tò mò tôi đã nói gì sao? Thấy Quý Ước không dừng bước chân, trực tiếp buột miệng nói, tôi nói cô mang thai. Quý Ước đứng hình tại chỗ, cúi đầu xuống, những giọt nước mắt lạnh chảy xuống má. Thiên Ca thấy vậy càng ngạo mạn hơn. 4 năm trước, chưa kết hôn đã có thai, cô nghĩ đạo diễn sẽ dùng một người vô danh chưa comeback đã dính xì căng đan ư? Hơn nữa, chỉ cần tùy tiện tiết lộ cho người trong giới thì đương nhiên mọi người sẽ tẩy chay cô. Phải nói rằng Thiên Ca cho cô một vấn đề nan giải. Cô ta nói đúng, dù kỹ năng diễn xuất của mình có tốt đến đâu cũng không ai dám hợp tác. Thiên Ca bước đến gần Quý Ước, hạo mạn đặt tay lên vai Quý Ước. Thời kỳ huy hoàng của cô đã hết rồi, bây giờ cô không xứng là đối thủ của tôi. Hiện tại không xứng, và tương lai cũng không. Quý Ước trực tiếp hất tay cô ta ra, nhìn cô ta với ánh mắt dữ dằn. Cô nghĩ là cô có thể thao túng tâm lý tôi dễ như vậy sao? Chỉ cần tôi kết hôn, không phải rất dễ giải quyết sao? Hơn nữa còn có cơ hội tỏa sáng hơn. Đợi khán giả quan tâm, tôi ném ra đơn ly hôn xoay chuyển, một mũi tên trúng hai đích. Thiên Ca kinh ngạc mở to mắt, đây là Quý Ước đó sao? Biểu cảm Quý Ước càng trở nên hung bạo hơn. Vụ tai nạn 3 năm trước, cô không thể làm tôi chết. 3 năm sau, cứ đợi bị dẫm nát dưới chân đi. Nói xong liền thẳng thừng rời đi. Thiên Ca phản ứng lại, tức giận muốn đuổi theo, liền bị một đôi tay lớn kéo lại. Những gì cô vừa nói đều là thật? Cô ấy từng mang thai sao? Ca nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần, tâm trạng vô cùng phức tạp. Nhiều năm như vậy rồi, câu đầu tiên anh nói với mình vẫn là liên quan đến Quý Ước. Một lúc sau cô ta mới nhẹ nhàng chớp mắt. Ngoài hỏi chuyện cô ta, anh không muốn nói gì với em sao? Hạ Quý Thần quả quyết trả lời có. Trong mắt Thiên Ca hiện lên một tia mong đợi, nhưng mong đợi chưa đến 3 giây, giọng nói lạnh lùng của Hạ Quý Thần vang lên, tránh xa cô ấy ra. Thiên Ca tức giận nghiến răng nghiến lợi, anh cố ý phải không? Rõ ràng em biết là em thích anh. Mỗi câu anh nói lại đều nhắc đến Quý Ước. Hạ Quý Thần cười lạnh một tiếng, cô đánh giá cao bản thân quá nhỉ? Cô không xứng, dù cô có phục hay không, thì ngay từ ngày hai người quen nhau, cô ấy đã mạnh hơn cô rồi. Rồi sẽ có một ngày, cô ấy ở đâu thì cũng sẽ là tâm điểm. Nếu cô ấy không phải đỉnh cao, tôi cũng sẽ giúp cô ấy đạt đến đỉnh cao. Những lời này hoàn toàn kích động Thiên Ca. Cô ta ôm chặt lấy vai của Hạ Quý Thần. Cô ta từng mang thai, còn là của anh nữa. 4 năm trước, Quý Ước phát hiện mình mang thai, đi bệnh viện kiểm tra là thai ngoài tử cung. Hết cách, cô chỉ đành bỏ đứa bé đi. Nhưng Thiên Ca không muốn Hạ Quý Thần biết chuyện này. Điều cô ta không muốn thấy nhất đời chính là Hạ Quý Thần đối xử tốt với Quý Ước. Nghĩ đến đây, cô ta cười xấu xa nói, có điều cái thai đó mất rồi. Khoảnh khắc Quý Ước biết mình có thai, cô ta đã đi phá thai ngay lập tức. Quý Ước không muốn đứa con của anh, còn anh vì người phụ nữ như vậy mà từ bỏ trường top 1 đến điện ảnh B. Ngay cả hôm nay anh xuất hiện ở đây cũng là vì cô ta. Anh cho rằng anh làm nhiều chuyện vì cô ta như vậy, cô ta sẽ đón nhận sao? Cô ta sẽ cảm kích sao? Hạ Quý Thần vẫn rất bình tĩnh, anh làm những điều này đều là tự nguyện, chưa từng đòi cô ấy phải đón nhận hay cảm kích. Chỉ để lại một câu, không liên quan đến cô, rồi sải bước rời đi. Thiên Ca ở phía sau hét lớn, anh làm vậy có ý nghĩa gì đâu chứ? Chắc hẳn anh biết rõ, nếu không phải anh trai anh Hạ Dư Quang thì anh không có cửa xuất hiện trước mặt cô ta đâu. Khi nghe thấy ba chữ Hạ Dư Quang, cơ thể Hạ Quý Thần run rẩy dữ rồi. Nhớ lại đêm tỏ tình 4 năm trước, Quý Ước gọi anh Dư Quang, từ đầu đến cuối cô ấy luôn tưởng mình là Hạ Dư Quang. Còn nhớ lần đầu tiên gặp Quý Ước, hôm đó ánh nắng rạng rỡ, anh tựa người thoải mái trên băng ghế, phía sau vang lên đoạn hội thoại của mấy nữ sinh. Các cậu ra ngoài một mình, nhớ gặp giang hồ thì phải làm sao? Có người nói báo cảnh sát, có người nói kêu cứu mạng, còn có người nói chuột là thượng sách. Chỉ có Quý Ước nói lời gây chấn động, mỗi người một cú đấm là được. Hạ Quý Thần không ngờ lại có người có cùng suy nghĩ với anh. Khoảnh khắc anh quay đầu lại, một bóng dáng tóc dài duyên dáng đập vào mắt anh. Nụ cười của Quý Ước giống như ánh nắng mùa xuân chiếu sáng Hạ Quý Thần. Anh đứng dậy muốn bước về phía trước thì bị anh chàng béo mua coca chặn đường. Đợi đến khi đẩy tên mập ra, Quý Ước đã không còn ở đó nữa. Kể từ ngày hôm đó, ngày nào Hạ Quý Thần cũng đứng ở ban công tìm kiếm bóng hình đó. Cuối cùng Quý Ước cũng xuất hiện.
Hạ Quý Thần chạy như bay xuống lầu, đợi khi anh đuổi đến, thì Quý Ước đã không ở đó nữa. Anh đứng đó một lúc lâu, khi nào mới có thể làm quen cậu. Buổi tối, Hạ Quý Thần về đến nhà, đang chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi, thì mẹ Hạ gọi anh lại, muốn giới thiệu một người với anh. Đây là con gái của bạn thân mẹ, học cùng trường với con, tên Tiểu Ước. Khoảnh khắc đó, Hạ Quý Thần không biết mình đã vui mừng đến thế nào. Cô gái mình mong nhớ suốt hơn một tháng qua, lại xuất hiện trước mặt mình như vậy. Để có thể gặp được Quý Ước, người chẳng về nhà mấy, bắt đầu về nhà đúng giờ mỗi ngày. Sau đó anh phát hiện, Quý Ước thích anh trai hơn, gọi Hạ Dư Quang là anh Dư Quang, còn gọi anh là bạn học Hạ. Anh trai cũng không gọi cô ấy là Tiểu Ước, mà gọi là Mãn Mãn. Nghĩ đến đây, Hạ Quý Thần hoàn hồn lại. Trong bất giác, anh đã đi theo Quý Ước đến bên bờ sông, nhìn Quý Ước tóc bay lộn xộn trong gió. Anh vô cùng xót xa, anh không dám tưởng tượng, khi Quý Ước biết mình có thai, tâm trạng cô như thế nào. Lúc làm phẫu thuật, cô sợ hãi cơ nào chứ. Một lúc sau, Quý Ước ngồi xuống, nhặt viên đá lên, viết gì đó lên mặt cầu. Hạ Quý Thần thấy vậy, tưởng Quý Ước bị lạnh, lo lắng cô sẽ bị cảm, muốn bước tới nhưng lại không có tư cách và dũng khí. Chỉ có thể lặng lẽ đứng cách đó không xa, cho đến đêm muộn, Quý Ước mới đứng dậy rời đi. Hạ Quý Thần cũng đi theo cô, thì nhìn thấy chữ Quý Ước viết, trong Dư Quang, Mãn Mãn đều là anh. Trái tim anh khẽ nhói đau, anh biết đây là những gì anh trai anh viết cho cô ấy. Nhưng vậy thì sao chứ, trong tên của anh cũng có họ của cô mà. Dù trái tim Hạ Quý Thần có bị tổn thương, nhưng vẫn không yên tâm để Quý Ước một mình. Anh vội vàng đuổi theo cô, ngồi xuống ghế phía sau Quý Ước. Lúc này bài hát vang lên, cùng với bài hát Điều Anh Hoài Niệm, Quý Ước uống hết cốc này đến cốc khác, không biết đã uống bao nhiêu. Cô loạng choạng muốn đứng dậy, lảo đảo ngã về phía trước. Thời khắc quan trọng, Hạ Quý Thần kéo cô lại, cẩn thận ôm cô vào lòng, rồi bế cô đi ra ngoài. Quý Ước dựa vào vai anh, lẩm bẩm không ngừng, cô không muốn kết hôn, nhưng hình như chỉ có thể kết hôn. Hạ Quý Thần sững sờ. Cô ấy thật sự muốn phá vỡ hoàn cảnh khó khăn mà thiên ca tạo ra. Nên chuẩn bị kết hôn sao? Bỏ đi, đưa cô ấy về ký túc xá trước đi. Anh mở cửa xe ra, đặt Quý Ước vào trong xe. Đang định đứng dậy, Quý Ước đột nhiên ôm lấy anh. Tôi có người muốn gả, rất nhiều năm về trước đã có rồi. Hạ Quý Thần buông Quý Ước ra, bảo cô đừng nói nữa. Biết em có người muốn gả rồi, đã biết từ lâu rồi. Hạ Quý Thần đứng trên đường vắng, chợt nhớ lại 4 năm trước. Cái đêm mà anh và Quý Ước ở bên nhau, anh cũng đứng trên đường như thế này. Chỉ là lúc đó, thứ vang lên trong tay anh là Quý Ước nằm bên dưới anh, không ngừng gọi anh Dư Quang. Điều anh đang nghĩ tới chính là câu nói của Quý Ước. Cô không muốn kết hôn, nhưng chỉ có thể kết hôn. Không biết đứng đó bao lâu, Hạ Quý Thần mới lái xe rời đi. Nhưng anh không về nhà, mà đến nghĩa trang tư nhân của Hạ gia, cầm trên tay bó cúc trắng vàng, đi sâu hơn vào nghĩa trang. Trước một tấm bia mộ, anh quỳ xuống, đặt bó hoa tươi lên trước bia mộ, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn bức ảnh đen trắng trên bia mộ. Anh lâu rồi không gặp, em đến thăm anh này, dạo này anh khỏe không? Anh biết sẽ không có ai đáp lại anh. Anh vẫn nói với anh trai rằng bản thân vẫn ổn, cô ấy cũng rất tốt. Cô ấy tỉnh lại rồi, làm việc mà bản thân yêu thích. Tiếp đó lại tự nói tự nghe hỏi anh trai, anh có muốn làm quen lại ai không? Hạ Quý Thần nói xong liền dừng lại 3 giây. Em thì có, chỉ nói 3 chữ, anh liền rơi vào im lặng. Thời niên thiếu, anh tràn đầy tự tin, nghĩ một ngày nào đó, anh sẽ vượt qua vị trí của anh trai mình trong lòng Quý Ước. Nhưng cho đến đêm đó, lúc đó anh mới biết, thực tế rốt cuộc vẫn là thực tế. Suy cho cùng, sự tự tin của anh không có tác dụng gì cả. Nhìn ảnh anh trai trước mặt, suy nghĩ của Hạ Quý Thần bị kéo về năm đó. Sau khi anh và Quý Ước quen biết nhau, mặc dù hay cho Quý Ước tức giận, nhưng vẫn luôn ở phía sau bảo vệ cô. Một hôm, Hạ Quý Thần đến quán net, cậu mập nhìn thấy anh, liền nghi ngờ bước về phía trước. Không phải anh đi hẹn hò với Hoa Khôi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Hạ Quý Thần quay đầu lại, bảo anh ta đừng làm chuyện này. Anh không cần. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc lọt vào tai anh. Anh nhìn kỹ lại, không ngờ là Quý Ước. Đúng lúc này, mấy tên côn đồ bước đến, nhìn Quý Ước từ trên xuống dưới, còn giả vờ vô tình vấp phải thứ gì đó, rồi nghiêng người ngã vào Quý Ước, nhận cơ hội bắt chuyện với cô. Hạ Quý Thần lập tức tỏa đầy sát khí, sai cậu mập gọi tên họ Tôn kia lên lầu một chuyến. Nghe thấy anh Thần mời mình, tên họ Tôn liền bảo đàn em tự chơi, còn anh ta ngoan ngoãn đi lên lầu. Nhìn thấy Hạ Quý Thần, liền định nọt đưa tay ra. Anh Thần, nếu không chê bai, chúng ta kết bạn nhé. Hạ Quý Thần nhìn thấy hai tay này, hãy nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy, trực tiếp dùng lực bẻ cổ tay hắn ta. Hắn ta đau đớn lùi về phía sau. Tiếp đó anh giơ chân lên, đạp lên họ Tôn kia bay xa. Hắn ta lập tức hét lên đau đớn. Ánh mắt Hạ Quý Thần lạnh như băng, kêu hắn ta câm mồm, sợ làm phiền đến Quý Ước. Chưa đợi hắn phản ứng lại, đã bị anh tóm lấy cổ áo, nói với hắn tại sao hắn bị đánh. Nữ sinh mày vừa chạm vào, là người mà tao che chở, tốt nhất mày tránh xa em ấy ra. Nếu còn có lần sau, tao chắc chắn sẽ phế mày. Tên họ Tôn không dám ho he gì, thảm hại đưa đàn em rời đi.
Lúc này, Hạ Quý Thần nghe thấy Quý Ước nói bị sặc. Anh lập tức dặn dò đàn em xuống lầu, đuổi các vị khách bên cạnh em gái cô ca lên tầng 2. Nói với bọn họ anh bao tiền nét, sau đó dập điếu thuốc. Hôm nay cấm hút thuốc ở đây từ ngày hôm đó. Chỉ cần Quý Ước xuất hiện trong quán nét, xung quanh luôn có những người quen. Sau này Quý Ước mới biết, bọn họ đều là người của Hạ Quý Thần. Lúc đó, Hạ Quý Thần và Quý Ước không thân thiết gì. Gặp nhau cũng rất ít khi nói chuyện. Nhưng đàn em của Hạ Quý Thần đều biết, cô gái này là bảo bối trong lòng anh Hạ. Vốn tưởng bảo vệ ở quán nét đã đủ tốt rồi, không ngờ đó mới chỉ là bắt đầu. Quý Ước tùy tiện phàn nàn với anh Dư Quang, kiến thức cấp 3 khó quá đi. Hạ Quý Thần liền giúp cô sắp xếp một chồng sách vở. Với sự can thiệp của Hạ Quý Thần, cuộc sống của Quý Ước đã thay đổi rất nhiều. Không bao giờ phải xếp hàng để lấy nước nóng. Chỗ ngồi tốt nhất trong căng tin luôn dành cho cô. Ngay cả trực nhật cũng không đến lượt cô làm. Điều kỳ lạ nhất là, bạn học vừa nói với Quý Ước, đường về nhà duy nhất của cô ấy. Vì không có đèn đường, nên các nữ sinh thường xuyên bị hại ở đó. Kết quả là ngày hôm sau, con đường đó bỗng sáng đèn một cách thần kỳ. Sau này Quý Ước biết, mọi chuyện đều là Hạ Quý Thần làm. Nhưng cô không hiểu, tại sao anh lại làm như vậy. Cho nên một ngày nọ, lúc cô xuống lầu rót nước, nghe thấy Hạ Quý Thần nói chuyện với anh Dư Quang. Biết mọi chuyện là anh Dư Quang nhờ anh ấy làm, Quý Ước không khỏi cảm thấy ấm lòng. Anh Dư Quang vẫn luôn ân cần như vậy. Vô tình, Hạ Quý Thần đọc được nhật ký của Quý Ước. Biết Quý Ước luôn cho rằng những điều anh làm đều là anh trai nhờ vả. Anh rất hối hận, tại sao lúc đó mình lại nói như vậy. Đúng lúc này, Quý Ước mở cửa bước vào, phát hiện cuốn nhật ký trong tay Hạ Quý Thần. Cô lớn tiếng chất vấn anh ở đây làm gì. Hạ Quý Thần chột dạ nói, chẳng làm gì cả, chỉ đang giúp cô và anh trai dọn dẹp bàn thôi. Anh vội chuyển chủ đề, hỏi Quý Ước tìm anh trai có chuyện gì. Quý Ước cười tươi như hoa, khoe bộ đồ biểu diễn của mình. Hôm nay cô biểu diễn một điệu múa solo trong buổi biểu diễn kỷ niệm trường, đến lúc đó tặng cho anh Dư Quang để chúc mừng sinh nhật anh ấy. Điều Hạ Quý Thần báo với anh Dư Quang, cô phải đi duyệt sân khấu trước. Hạ Quý Thần đột nhiên trở nên u ám, rõ ràng bọn họ là anh em sinh đôi, hôm nay cũng là sinh nhật anh, tại sao chỉ mời anh trai. Đến tối, cậu mập đưa Hạ Quý Thần đến quán karaoke, nói các anh em chuẩn bị bất ngờ cho anh nhất định rất thích. Mở cửa ra, Hạ Quý Thần liền xịt keo cứng ngắc, sao Quý Ước lại ở đây, không phải tối nay cô biểu diễn sao. Đang định lên tiếng hỏi thì thấy Quý Ước đứng dậy, cầm ly bia lên đi về phía Hạ Quý Thần. Anh vô cùng mong chờ, tưởng trong lòng cô cũng có mình, đặc biệt đến chúc mừng sinh nhật mình. Nhưng mong chờ chưa được 2 giây, cả ly bia đã thẳng vào mặt anh. Hạ Quý Thần sững sờ chết lặng, ngẩng đầu thấy trên mặt Quý Ước tràn đầy chán ghét. Tôi đã đánh giá cao anh quá rồi, vốn tưởng anh là con người có trách nhiệm, thật không ngờ anh lại cho người ép đưa tôi ra ngoài. Anh cảm thấy như vậy rất ngầu hả? Nhưng trong mắt tôi, thật ghê tởm. Đàn em nghe thấy Quý Ước nói như vậy đều cảm thấy bất bình thay anh Hạ. Hạ Quý Thần đột nhiên lên tiếng, kêu bọn họ câm mồm, giọng nói lạnh lùng có chút đáng sợ. Căn phòng chợt trở nên yên tĩnh. Anh nghiến chặt răng nói, là ai đưa cô ấy đến đây? Cậu mập gãi gãi đầu, chưa giải thích được gì. Hạ Quý Thần đã bắt bọn họ xin lỗi. Đợi người cuối cùng nói xin lỗi xong, Hạ Quý Thần lùi về sau một bước. Quý Ước không thèm nhìn anh, lạnh lùng đi lướt qua người anh. Sau khi Quý Ước rời đi, Hạ Quý Thần dựa vào ghế sofa, không ngừng nhớ lại chuyện vừa rồi, lại lần nữa đẩy cô ra xa hơn rồi. Không biết phải làm gì mới có thể đến gần cô ấy hơn. Anh đứng dậy bước ra khỏi cửa, vốn định hít thở không khí, lại nghe thấy có người gọi tên Quý Ước. Anh hoảng hốt ngẩng đầu nhìn, thì thấy có người đang làm khó Quý Ước. Ý cô bị họ Tôn kia tóm tay, bắt cô biểu diễn một đoạn. Hạ Quý Thần vội vàng chạy tới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Anh ôm được Quý Ước sắp ngã xuống. Họ Tôn thấy là Hạ Quý Thần, sợ hãi co giò bỏ chạy, nào ngờ bị Hạ Quý Thần tóm lại, siết chặt cổ anh ta một cách dữ dội. Xem ra mày thật sự nhanh quên nhỉ. Một chân đạp bay hắn ta, khiến hắn ngã sấp mặt, bắt hắn ta xin lỗi Quý Ước. Đúng lúc này, đàn em của tên họ Tôn bước ra, thấy đại ca bị đánh, không nói gì liền xông lên. Hạ Quý Thần tung đòn đánh trả, chẳng mấy chốc đã hạ gục được 2 tên kia. Sau khi chỉnh lại đầu tóc, anh bước tới trước mặt cô, hỏi cô có bị dọa sợ không. Họ Tôn kia liền cầm chai rượu lên, run rẩy đứng dậy, đột nhiên xuất hiện phía sau Hạ Quý Thần. Quý Ước bàng hoàng mở to mắt, hét lớn, Hạ Quý Thần đằng sau. Hạ Quý Thần phản ứng lại, quay người tóm lấy tay hắn ta, dùng lực hất về phía trước, thuận thế tóm lấy cổ hắn, ném hắn đến trước mặt Quý Ước, bắt hắn xin lỗi Quý Ước. Tên họ Tôn bắt đầu cầu xin, Quý Ước không đếm xỉa đến hắn, mà đi thẳng qua hắn ta, đến trước mặt Hạ Quý Thần, ánh mắt lộ sự lo lắng, nắm lấy tay Hạ Quý Thần, kéo anh đi ra ngoài. Hạ Quý Thần có chút bối rối, hỏi cô đang làm gì vậy, đi xem vết thương, nhưng anh trai vẫn đang đợi cậu, không quản nữa, đi bệnh viện trước, anh trai, anh biết không, đó là lần đầu tiên cô ấy lo lắng cho em như vậy, cũng là lần đầu tiên em cảm nhận được em thắng anh. Sau ngày hôm đó, bọn em bắt đầu quen thuộc hơn, mỗi ngày cùng nhau đi học rồi tan học, cô ấy cũng bắt đầu quen với chăm sóc của em,
nhưng bọn em vẫn dần dần xa cách. Một lần trong lớp, Quý Ức đến bên bàn Hạ Quý Thần, gõ bàn gọi anh đang ngủ dậy, ngượng ngùng bảo anh tan học đến rừng cây nhỏ sau trường. Nói xong liền bỏ chạy khỏi đây. Hạ Quý Thần có chút bối rối. Đây có phải là buổi hẹn hò đầu tiên không? Trong lòng không khỏi có chút kỳ vọng, anh đặc biệt thay một bộ quần áo mới toanh, đến rừng cây nhỏ đợi từ rất sớm. Nhưng người đến không phải là Quý Ức, mà là bạn thân của cô ấy, Thiên Ca. Hạ Quý Thần không dám tin, buột miệng hỏi Quý Ức đâu. Thiên Ca có chút chột dạ, cậy ấy về nhà rồi, là tớ hẹn gặp cậu. Nghe vậy, sắc mặt Hạ Quý Thần lạnh lùng đến đáng sợ, thậm chí không thèm nhìn Thiên Ca, trực tiếp bỏ đi. Đối với Hạ Quý Thần, anh có thể bao dung bất cứ điều gì Quý Ức làm, nhưng đây là điều duy nhất anh không thể chịu đựng được. Cô gái mình yêu lại đi gán ghép mình với người khác. Về đến nhà, Hạ Quý Thần mở cửa liền nhìn thấy Quý Ức và anh trai vui vẻ đùa giỡn. Nghe thấy tiếng mở cửa, Quý Ức ngẩng đầu lên thấy là Hạ Quý Thần, liền tò mò hỏi anh, sao cậu về nhanh như vậy? Cô ấy không hỏi thì thôi, vừa hỏi cơn giận của Hạ Quý Thần lập tức bùng lên. Anh sải bước về phía Quý Ức, cậu làm như vậy vui lắm sao? Sau này đứng chơi mấy trò nhàm chán này nữa. Đối mặt với Hạ Quý Thần đột nhiên nổi nóng, Quý Ức không hiểu gì, nhưng kể từ sự việc này, bọn họ liền rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh, không ai quan tâm đến ai. Cho đến đêm sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Quý Ức hào hứng chạy về phía Hạ Quý Thần, nói với anh rằng mình thích anh, có trời mới biết lúc đó anh đã hài lòng và hạnh phúc đến mức nào. Cô gái mà anh mong nhớ, cuối cùng cũng thành cô gái của anh. Nhưng thiên đường và địa ngục thường chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh. Trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất của họ, Quý Ức lại gọi anh Dư Quang. Hạ Quý Thần vô cùng sửng sốt, hóa ra mọi thứ không thuộc về anh, mà thuộc về anh trai anh, Hạ Dư Quang. Anh không biết phải đối mặt với Quý Ức như thế nào. Thế là anh chọn cách chạy trốn. Vào ngày thứ ba sau khi anh và Quý Ức quan hệ với nhau, Quý Ức gửi tin nhắn cho Hạ Dư Quang, hẹn anh ấy 8 giờ tới đến quảng trường Lạc Vân gặp nhau. Sau khi nhìn thấy tin nhắn, Hạ Quý Thần liền nhắn được, nhưng anh đã không nói với anh trai mình về chuyện này. Còn xóa tin nhắn đi, anh biết mình không nên làm thế, nhưng anh lại sợ anh trai sẽ kết hôn với Quý Ức. Từ đó trở đi anh không bao giờ có thể tiếp xúc với cô nữa. Tối hôm đó, Hạ Quý Thần hóa trang thành anh trai và đến cuộc hẹn. Nghe được lời tỏ tình của Quý Ức với anh thực sự rất muốn nói, anh cũng thích cô, bằng lòng làm bạn trai của cô, nhưng anh biết rất rõ, lời tỏ tình này không thuộc về anh. Lúc đó anh đấu kỵ đến phát điên, không thể kiểm soát được bản thân nữa, giải phóng con thú bị mắc kẹt trong cơ thể mình ra, tiết lộ danh tính của mình. Lúc đó anh biết rõ, Quý Ức vô cùng vui vẻ cho rằng đêm hôm đó là Hạ Dư Quang, nhưng hắn vẫn tàn nhẫn phá hủy ảo tưởng của cô, điên cuồng nghiền nát lòng tự trọng của cô, đẩy Quý Ức đi ra xa hơn. Bởi vì nếu không làm như vậy, Quý Ức sẽ mãi mãi thuộc về Hạ Dư Quang, và anh sẽ làm nền cho cuộc sống hạnh phúc của họ. Nếu thế, thì thà để anh chết còn hơn. Đột nhiên có tin nhắn nhắc nhở vang lên, kéo suy nghĩ của Hạ Quý Thần lại, là Đường Họa nhắn tới. Cô ấy nói với anh rằng Quý Ức muốn đi xem mắt, rồi gửi địa chỉ xem mắt cho anh. Hạ Quý Thần có chút kinh ngạc, anh không ngờ Quý Ức lại hành động nhanh đến thế. Chuyện của Thiên Ca mới là một ngày trước, cô đã quyết định muốn kết hôn, chạm vào ảnh anh trai, anh không biết nên làm thế nào. Bản thân đã làm rất nhiều điều sai trái, còn có thể ở bên cạnh Quý Ức không? Liệu Quý Ức có tha thứ cho mình không? Nhưng anh thực sự không muốn mất cô ấy. Anh sẽ ủng hộ em chứ? Nếu như có thể, em thật sự muốn trở thành anh. Mặc dù từ nhỏ anh đã không nói được, nhưng bất kể là Quý Ức hay là mẹ, đều chỉ thích anh. Vẫn nhớ ngày anh qua đời, mẹ ôm chặt ảnh của anh, miệng không ngừng nói, tại sao người chết lại là con chứ? Có lẽ trở thành anh trai rồi, anh sẽ có được tình yêu. Trong vô thức, Hạ Quý Thần lái xe đến nơi Quý Ức xem mắt. Nhìn Quý Ức và đối tượng xem mắt dùng chung một chiếc ô, còn nói chuyện cười đùa vui vẻ, anh chợt ngã gục, không nhịn được mà bấm còi inh ỏi. Quý Ức quay đầu nhìn, thì thấy Hạ Quý Thần cách đó không xa. Cô không hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Hạ Quý Thần không nói nhiều, trực tiếp mở cửa muốn đưa cô về trường. Quý Ức kiên quyết từ chối, vị tiên sinh này sẽ đưa tôi về, anh về trước đi. Nói rồi đi thẳng lên xe của người đàn ông kia. Nhìn chiếc xe dần dần rời xa, sắc mặt Hạ Quý Thần trở nên u ám. Lần đầu tiên gặp mặt đã tùy tiện lên xe người ta. Chẳng lẽ cô ấy thật sự muốn tìm vừa một người, chỉ cần không phải là mình thì là ai cũng được sao? Nghĩ về tất cả những điều đã xảy ra sau khi gặp lại, quả thật cô ấy luôn cố gắng giữ khoảng cách với anh. Bất luận là 4 năm trước hay là 4 năm sau, người mà cô cần chưa bao giờ là anh. Nhưng anh không thể trơ mắt nhìn cô ấy vì để phá vỡ bẫy của Thiên Ca mà gả cho người khác. Rốt cuộc anh phải làm gì đây? Phải làm gì mới có thể giữ được cô ấy? Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể trở thành anh trai mới có thể ở bên cạnh cô ấy sao? Đột nhiên anh dường như nghĩ đến điều gì đó, lấy điện thoại di động ra. Sau khi bật máy, hình ảnh Dư Quang mãn mãn hiện lên. Anh cứ lẩm bẩm trong miệng, anh trai, em thực sự có thể sao? Năm đó anh trai qua đời, mẹ vì không chấp nhận được, nên không công khai tin tức về cái chết của anh, còn dùng điện thoại của anh đăng bài,
Cho đến bây giờ Quý Ước vẫn chưa biết, anh ấy đã không còn trên đời. Anh đã từng kịch liệt phản đối mẹ, chưa bao giờ nghĩ rằng bây giờ sẽ phải dựa vào điều này. Mới có được cơ hội ở bên cạnh Quý Ước, ở diễn biến khác, điện thoại Quý Ước rung chuông, mở ra xem, không ngờ là tin nhắn của anh Dư Quang, hẹn gặp cô ấy vào ngày mai. Quý Ước sửng sốt hồi lâu, cô không biết nên đối mặt với anh Dư Quang như thế nào. Suy cho cùng năm đó là cô rời đi mà không từ biệt, còn làm chuyện đó với em trai anh, nhưng chuyện này đã trôi qua 4 năm rồi, cũng nên từ từ buông bỏ rồi, coi như là bạn thân nhiều năm đi. Cuối cùng cô đồng ý với anh. Trưa ngày hôm sau, Quý Ước vừa bước vào quán cà phê, liền nhìn thấy Hạ Dư Quang ngồi bên cạnh cửa sổ, vẫn dịu dàng như xưa, giống như một tia sáng, khiến người ta không thể rời mắt. Hạ Quý Thần đúng lúc quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt của cô, anh vô cùng ngưỡng mộ, quả nhiên chỉ rung động với anh trai, ánh mắt đó chưa từng dành cho anh. Quý Ước cũng có chút nghi ngờ, vừa nãy cô nhìn thấy trong ánh mắt của anh Dư Quang có hình bóng của Hạ Quý Thần, nghĩ lại lại cảm thấy không thể nào. Hạ Quý Thần làm sao có thể bình thản ngồi xuống nói chuyện với mình được chứ. Sau đó trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, hỏi mấy năm qua anh Dư Quang sống như thế nào. Hạ Quý Thần gật đầu, cầm điện thoại lên bấm bấm. Anh khá tốt, còn em? Quý Ước luôn giữ nụ cười trên môi. Em cũng khá tốt. Hạ Quý Thần không ngờ, hóa ra ở trước mặt anh trai, cô ấy hoàn toàn hạ thấp cảnh giác. Rất tốt, sao mà em có thể sống tốt được chứ? Rõ ràng là anh đã mang đến rất nhiều phiền phức cho em. Đột nhiên điện thoại Quý Ước đổ chuông, cô ngại ngùng xin lỗi anh Dư Quang, rồi mới bấm nghe máy. Là công ty xem mắt gọi đến, hỏi Quý Ước cuối tuần có rảnh không, bọn họ giúp cô liên lạc với đối tượng xem mắt mới. Vì âm lượng mở quá to, Hạ Quý Thần nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện, vẻ mặt anh chợt tối sầm lại. Dù có cố gắng thư giãn thế nào đi chăng nữa, bảo bản thân đừng nghĩ nhiều, nhưng vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, đập điện thoại lên bàn, hỏi Quý Ước có buổi xem mắt sao. Quý Ước giật mình, cho dù là giọng điệu của anh Dư Quang, nhưng hành xử lại giống Hạ Quý Thần vậy, cô cũng không biết mình bị làm sao. Rõ ràng đối mặt là mặt anh Dư Quang, nhưng trong đầu lại toàn là Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần cảm thấy không ổn, vội vàng bấm chữ giải thích. Xin lỗi anh vô tình nghe em nói chuyện điện thoại, Quý Ước không muốn nhắc đến mấy chuyện cũ không vui nữa. Chỉ nói chung chung rằng mình gặp rắc rối, phải kết hôn mới giải quyết được. Nói xong liền liếc nhìn anh Dư Quang, cảm thấy bản thân biến thành như vậy, nhất định sẽ khiến anh Dư Quang thất vọng. Vừa hay chạm mắt Hạ Quý Thần, Quý Ước vô thức cúi đầu, không biết bắt đầu từ lúc nào, cô cảm thấy không được thoải mái trước mặt anh Dư Quang, thậm chí muốn chạy trốn. Quý Ước không chống đỡ nổi nữa, đẩy ghế ra đứng dậy, đang định nói có việc phải đi, hẹn gặp lần sau, thì thấy Hạ Quý Thần đưa điện thoại ra, viết nếu như em cần tìm đối tượng kết hôn, thì có thể cân nhắc anh. Quý Ước không biết nên nói gì, chỉ ngây ngốc đứng hình tại chỗ. Rõ ràng đây là cảnh tượng mà cô đã tưởng tượng mỗi ngày khi còn là thiếu nữ. Bây giờ nó thực sự ở trước mặt, tại sao lại có cảm giác chua xót không thể diễn tả. Lúc này Hạ Quý Thần cũng rất bối rối, anh mong cô ấy đồng ý, lại khát khao cô có thể từ chối. Suy cho cùng người kết hôn với cô không phải là anh, mà là anh trai của anh. Quý Ước mãi không nói gì, Hạ Quý Thần lại gõ chữ. Đợi em giải quyết xong rắc rối, cuộc hôn nhân này có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào. Em hãy về suy nghĩ trước đi, sau khi nghĩ kỹ thì nói với anh. Đêm đó Quý Ước chằn chọc đắn đo, cô cho rằng anh Dư Quang là một người hoàn hảo, còn cô đã làm chuyện đó với Hạ Quý Thần, làm sao xứng được với anh Dư Quang. Nhưng cô ấy muốn có được sự đẹp đẽ đó, cho dù nó có ngắn ngủi. Cuối cùng cô vẫn gửi tin nhắn cho anh Dư Quang, đồng ý đề nghị của anh. Sau khi xem tin nhắn, Hạ Quý Thần nhắn lại được, đồng thời bảo Quý Ước gửi cho anh sổ hộ khẩu. Anh đã liên lạc với cục dân chính Tô Thành rồi, một mình anh trở về làm thủ tục đăng ký kết hôn là được. Quý Ước biết Hạ gia ở Tô Thành có thế lực rất lớn, làm chuyện này không hề khó, không hề hoài nghi hay do dự, đưa sổ hộ khẩu cho anh toàn quyền xử lý. 5 ngày sau, Quý Ước nhận được chuyển phát nhanh từ Tô Thành, bên trong là giấy đăng ký kết hôn của cô và anh Dư Quang. Mở ra nhìn một lúc, liền cầm điện thoại lên chụp, nói với anh Dư Quang rằng mình đã nhận được. Anh Dư Quang liền nói với cô, bố mẹ đều ở nước ngoài, đợi bọn họ về nước, sẽ đưa Quý Ước đi gặp bọn họ. Quý Ước nghĩ, cảm thấy như vậy cũng tốt, dù sao bọn họ là kết hôn hợp đồng, nói không chừng lúc bố mẹ Hạ về nước, thì cuộc hôn nhân này đã kết thúc. Hạ Quý Thần không trả lời cô nữa, mà nhìn ảnh kết hôn ngây người, cuối cùng anh cũng cưới được người con gái anh yêu, đáng tiếc là lấy danh nghĩa của người đàn ông khác. Có lẽ Quý Ước mãi mãi không biết rằng, giấy đăng ký kết hôn cô nhận được là anh chi 500 tệ để tìm người làm giả. Tối đó Quý Ước gọi điện cho trợ lý về, nói chuyện cô bị sảy thai là thật, nhưng kết hôn cũng là thật. Tuy giới giải trí cấm mang thai trước khi kết hôn, nhưng không bài trừ việc kết hôn kín rồi mang thai. Trợ lý Tề rất coi trọng Quý Ước, thấy cô thành thật như vậy, liền bảo cô ngày mai đến trường quay, anh sẽ giúp Quý Ước giải thích rõ ràng với đạo diễn. Sau khi cúp điện thoại, Quý Ước đi đến cửa ký túc xá, tình cờ gặp được Lâm Nhã quay lại. Lâm Nhã trực tiếp phớt lời Quý Ước bước vào, nhiệt tình chào hỏi hai người bạn cùng phòng còn lại. Khi Đường Họa hỏi Lâm Nhã có ở lại ký túc xá không,
Lâm Nhã rõ ràng có chút hoảng hốt, lắp ba lắp bắp nói không, ngày mai giáo viên hướng dẫn tìm cô ta, sợ sớm quá không dậy được, nên mới quay lại đây ngủ một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Quý Ức vừa ra khỏi ký túc xá, Lâm Nhã đã ngồi dậy, cầm điện thoại lên nhắn tin, không biết cô ta gửi tin nhắn cho ai. Lúc này Quý Ức vừa hay bị hai tên áo đen nhắm tới, vừa chạy được hai bước, đã bị một tên bịt miệng lại nhấc người cô lên. Dù cô có vùng vẫy như thế nào, cũng không thể thoát khỏi xiềng xích của họ. Tên áo đen bế Quý Ức vào tòa nhà giảng dạy bỏ hoang, trói cô ấy vào một cái ghế. Quý Ức không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa bị khóa, cô mới phản ứng lại. Chắc chắn bọn họ đã có âm mưu từ trước, bất kể họ muốn như thế nào, cô cũng phải đến phim trường trước 9 giờ, nếu không sẽ không giữ được vai diễn tiểu cửu. Nghĩ đến đây, Quý Ức vặn vẹo cơ thể, cô muốn thoát khỏi dây thừng, nhưng lại bất cẩn ngã xuống. Đột nhiên cô dường như nghĩ ra gì đó. Vai diễn tiểu cửu, ai là người không muốn cô có được nhất? Nhất định là Thiên Ca. Quả như dự đoán, Lâm Nhã đang nói chuyện điện thoại với Thiên Ca, nói với Thiên Ca rằng Quý Ức đã bị nhốt vào giảng đường bỏ hoang, trong thời gian ngắn sẽ không có ai phát hiện ra đâu. Vậy thì vai diễn tiểu cửu, nhờ cả Thiên Ca tiểu thư rồi. Ấy, thời gian hẹn đã đến, mà Quý Ức vẫn chưa xuất hiện, trong lòng chợt thấy bất an, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đường Họa, biết Quý Ức đã ra ngoài từ lúc 5 giờ, Lâm Nhã cũng đi theo cô ấy. Hạ Quý Thần lập tức hoảng hốt, nhưng anh biết tầm quan trọng của vai diễn này đối với Quý Ức, thế là vội vàng đi đến trước mặt đạo diễn Lương, nói với ông ấy rằng Quý Ức xảy ra chuyện, hy vọng ông có thể quay những phần khác trước, sẽ qua đó xem đã xảy ra chuyện gì. Dù sao thì ngoài Quý Ức ra cũng không tìm được diễn viên nào hợp vai tiểu cửu. Mặc dù đạo diễn Lương rất quý trọng người ta, nhưng ông cũng rất ghét người trễ hẹn, cho rằng Hạ Quý Thần đang kiếm cớ cho Quý Ức, đang định lên tiếng từ chối thì bị trợ lý Trần cắt ngang. Anh đảm bảo với đạo diễn Lương, Quý Ức không phải là người trễ hẹn, có lẽ thật sự xảy ra chuyện gì đó rồi, mong đạo diễn Lương cho Quý Ức cơ hội cuối cùng. Đạo diễn Lương đắn đo một chút, đồng ý quay các phần khác trước, bảo Hạ Quý Thần đi nhanh về nhanh. Nghe vậy, Hạ Quý Thần quay người rời đi, sốt sắng chạy về phía bãi đậu xe, nghĩ đến việc Lâm Nhã đi theo Quý Ức ra ngoài, rõ ràng là để theo dõi cô ấy. Bây giờ Quý Ức không có mặt ở phim trường, chắc chắn có liên quan đến Lâm Nhã, nhất định là vì chuyện ở biệt thự Suối Nước Nóng. Lâm Nhã vẫn luôn ghi hận trong lòng, muốn báo thù Quý Ức, nhưng Lâm Nhã không biết Quý Ức đã bắt chiếc taxi nào, không thể nào là đồng bọn với tài xế được. Nếu cô ta muốn ra tay, chỉ có thể ở trong khuôn viên trường. Nghĩ đến đây, Hạ Quý Thần nhanh chóng lên xe, nhấn chân ga lao về phía điện ảnh B. Lúc này Lâm Nhã cẩn thận lấy túi sách mới ra, nghĩ chỉ cần mình đảm nhận vai tiểu cửu là trả được tiền trả góp chiếc túi này. Cô ta vui mừng muốn bay lên, nhưng vui vẻ chưa được 2 giây, cửa phòng ký túc liền bị đạp bay. Lâm Nhã tức giận nhìn về phía cửa, đang định lớn tiếng chửi mấy câu thì nhìn thấy Hạ Quý Thần hùng hổ bước vào, kéo cô ta đứng dậy, nổi cơn thịnh nộ chất vấn cô ta. Cô ấy ở đâu? Cô giấu cô ấy ở đâu? Nói mau, Quý Ức đang ở đâu? Lâm Nhã sợ mất mật, kế hoạch của mình hoàn hảo lắm cơ mà, không có người thứ ba biết chuyện này, làm sao anh ấy biết được? Quý Ức mất tính có liên quan đến mình chứ, chẳng lẽ là đoán mò? Cô ta kìm nén sự sợ hãi rồi nói, Hạ, anh đang nói cái gì vậy? Ánh mắt Hạ Quý Thần đùng đùng sát khí, giật lấy chiếc túi sách trong tay cô ta. Lâm Nhã có chút kinh ngạc, không hiểu anh muốn làm gì. Thấy Hạ Quý Thần mở cửa sổ, muốn vứt cái túi đi, Lâm Nhã vội vàng bước tới ngăn lại. Hạ Quý Thần quát lớn, Quý Ức đang ở đâu? Bây giờ cô khôn hồn trả lời thành thật cho tôi. Còn chưa nói hết, Lâm Nhã đã sợ hãi bật khóc nức nở. Tôi nói, cô ta đang ở giảng đường bị bỏ hoang. Hạ Quý Thần không nói thêm lời nào, hớt hải chạy ra khỏi ký túc xá. Ở diễn biến khác, Quý Ức không biết mình đã bị giam bao lâu, nhưng cô biết chắc chắn đã muộn rồi. Quý Ức không cam tâm, lại một lần nữa nghiến răng, dùng mảnh thủy tinh cọ sát dây thừng trói tay. Cơn đau đến thấu tim, lập tức lan khắp cơ thể, đau đến mức cô đổ mồ hôi lạnh. Nhưng một lúc sau, tay cô đau đến nỗi cô ấy không thể cử động được. Sự kiên cường trong mắt cũng dần biến mất, thay vào đó là nỗi buồn vô tận. Lẽ nào lần này mình lại phải thua Thiên Ca sao? Đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa rất nhanh, sau đó dầm một tiếng cực lớn. Quý Ức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, đôi mắt từ từ di chuyển dọc theo đôi giày ra, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trong tầm mắt, đó là Hạ Quý Thần. Tại sao anh ta lại ở đây? Thấy Quý Ức nằm trên mặt đất, khuôn mặt đầy đau khổ, anh vội quỳ xuống đỡ Quý Ức dậy. Hành động như vậy đưa họ đến gần nhau hơn, có thể nhìn thấy rõ mồ hôi trên mặt Hạ Quý Thần. Đầu tiên anh đưa tay nhẹ nhàng bóc lớp băng dính ra, sau đó mới tháo sợi dây trên cổ tay Quý Ức. Chỉ là đầu ngón tay còn chưa chạm tới, liền nhìn thấy vết đỏ dính trên dây thừng, và dây thừng quấn chặt vào cổ tay sớm đã bị mòn đi. Tay anh không khỏi run rẩy, trái tim cũng bắt đầu nhói lên. Khoảnh khắc cởi dây trói, Hạ Quý Thần dịu dàng nhấc tay Quý Ức lên, trên mặt anh hiện lên vẻ lo lắng. Điều này khiến Quý Ức nhớ lại 5 năm trước, anh cũng lo lắng cho cô như vậy, chỉ là lúc đó bọn họ vẫn là bạn bè, còn bây giờ có lẽ đến người dưng cũng không bằng.
Nghĩ đến đây, Quý Ước vội rụt tay lại, rồi nói cảm ơn với Hạ Quý Thần. Cái đó tôi vẫn còn chút việc, phải đi trước rồi. Khoảnh khắc đứng dậy, cả người loạng choạng ngã xuống. Hạ Quý Thần nhanh chóng đưa tay ra, đỡ lấy Quý Ước. Quý Ước vô thức lùi lại hai bước, nhưng nghĩ đến lần này nhờ có anh, liền muốn mời anh một bữa cơm. Đang định nói, thì lại nhớ tới lời Hạ Quý Thần nói, bảo cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh. Thế là vội vàng bổ sung một câu, tôi sẽ không xuất hiện, tôi sẽ nhờ Lý Đạt mời anh ăn. Hạ Quý Thần bỗng khựng lại, quay đầu đi chỗ khác. Không cần, lý do tôi đến đây, chỉ là vì vô tình biết được, cô bị Lâm Nhã nhốt ở đây. Hơn nữa nếu không phải vì tôi, Lâm Nhã cũng không đối xử với cô như thế này. Không phải cô muốn vào giới giải trí sao? Thậm chí không có sự cảnh giác cơ bản nhất đối với người khác. Còn vào giới giải trí gì chứ? Đó chỉ là sự thật thôi. Những lời này phát ra từ miệng anh, luôn khiến người ta tổn thương như vậy. Thấy Quý Ước không nói gì, Hạ Quý Thần càng cảm thấy cáu kỉnh, buột miệng nói, không phải cô có việc gấp sao? Còn không mau đi đi, ở lại đây làm gì nữa? Quý Ước như bị đánh thức, chịu đựng cơn đau ở cổ tay, nhặt túi dưới đất lên, chạy khỏi nơi tối tăm này. Nhìn bóng lưng Quý Ước, Hạ Quý Thần cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc mình bị làm sao vậy? Tại sao lần nào cũng đẩy cô ấy ra? Đợi Quý Ước đến phim trường, ở đây đã không một bóng người. Xem thời gian, phát hiện đã muộn mất một tiếng. Khi cô đang thất vọng không có duyên với Tiểu Cửu, thì Từ Nghệ gọi tên cô. Quý Ước quay lại xin lỗi Từ Nghệ, còn chưa nói xong đã bị Từ Nghệ ngắt lời. Vai Tiểu Cửu sẽ được quay vào buổi chiều, em đi ký hợp đồng trước đi, sau đó chuẩn bị trang điểm tạo hình. Quý Ước rất ngạc nhiên, đạo diễn không hề thất vọng về mình. Em nên cảm ơn phó đạo diễn, là anh ấy tiết cho tài năng của em nên đã giải thích. Đạo diễn Lương mới đẩy xuống buổi chiều. Tại sao? Phó đạo diễn, sau khi tạo hình xong, Quý Ước im lặng ngồi một bên, để nhập hồn vào nhân vật tốt hơn. Nhưng cứ có người thì thầm to nhỏ, khiến cô không thể tập trung được. Họ đang bàn tán về phó đạo diễn của đoàn phim, tuổi trẻ tài cao đã có lai lịch không nhỏ. Tác phẩm đầu tiên anh làm đạo diễn, đã giành được giải thưởng, chẳng trách đạo diễn lại để anh ấy làm đạo diễn. Nghe nói vẫn đang học đại học, nghe đến đây, Quý Ước có chút hứng thú. Cô rất thích bộ phim này, còn để ý đến vị đạo diễn này, không ngờ lại là một thiếu niên thiên tài. Đúng lúc này, nhân viên bảo mọi người chuẩn bị, sắp bắt đầu quay rồi. Quý Ước nghe vậy thì đứng dậy, đến địa điểm quay phim. Khi cô đang đối diện với đạo diễn, thì phó đạo diễn tới. Lúc đi ngang qua Quý Ước, anh cố tình kéo mũ xuống. Sau khi ngồi xuống cạnh màn hình, mới bỏ mũ ra, sau đó đeo tai nghe vào. Cùng với tiếng hô bắt đầu, một người phụ nữ mặc đồ màu vàng xuất hiện trước ống kính. Tâm trạng chán nản đứng ở đó, đột nhiên có người nắm lấy tay cô, kéo cô chạy đi, ngươi vào đây bằng cách nào? Tiểu Cửu vội vàng bịt miệng cô lại, bây giờ binh lính đổi ca gác, là cơ hội tốt nhất để đưa cô đi. Cô gái hất tay cô ra, Tiểu Cửu, ta đã vào khuê phòng này rồi, không thể nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa. Cô thật sự cam tâm bị mắc kẹt ở đây cả đời sao? Còn ta thì sao, cô muốn bỏ rơi ta sao? Cô đi theo tôi trước được không? Đợi rời khỏi đây rồi nói sau. Tiểu Cửu, ngươi đi đi, ta không thể đi cùng ngươi. Tiểu Cửu không thể tin được, bàn tay đang nắm cũng buông thõng xuống, cứ cho là vì tốt cho ta, xin ngươi đừng đến tìm ta nữa. Đôi mắt Tiểu Cửu lập tức tràn đầy nước mắt, em theo sấm sét vang trời, mặc kệ nước mưa rơi trên mặt. Lúc này trợ lý chạy đến, hỏi đạo diễn có tiếp tục nữa không? Tiếp tục, hôm nay hiệu quả đã thấp, quay cảnh mưa trước, vừa hay có cảnh mưa. Tiểu Cửu vì yêu sinh hận, tự sát dưới mưa, để Quý Ước chuẩn bị một chút, chút nữa sẽ quay cảnh này. Hạ Phí Thần có chút lo lắng, sáng nay mới gặp chuyện như vậy, bây giờ lại phải dầm mưa, liệu cơ thể cô ấy có chịu được không? Tiếng hô bắt đầu vang lên, Tiểu Cửu lại đứng dưới mưa, nét mặt đầy sự tuyệt vọng. Vừa đọc được hai câu thoại, liền cảm thấy máu đang chảy xuống, khiến cô nhất thời phân tâm. Quý Ước, cô làm sao vậy? Cô quên thoại sao? Nhanh chóng điều chỉnh trạng thái và thử lại. Lần này Quý Ước không để lộ cổ tay, mà chọn cách trực tiếp rút con dao găm ra, đâm thật mạnh vào tim mình. Tiểu Cửu ngã xuống, khó khăn nói, đưa ta đi, kiếp sau gặp lại. Nhưng khi ống kính quay đến bàn tay cầm dao của Quý Ước, Hạ Quý Thần nhìn thấy rõ ràng, không chỉ có máu giả làm đạo cụ, mà còn có máu thật của cô ấy. Vết thương ở cổ tay của cô ấy nghiêm trọng như vậy rồi sao? Cô ấy không làm theo kịch bản, là sợ để lộ vết thương ở cổ tay ư? Nhưng tại sao cô ấy không đưa ra phản hồi cho đoàn làm phim? Đạo diễn xem xong, cảm thấy dù không diễn theo kịch bản, nhưng hiệu quả khá tốt, có điều Tiểu Cửu có thể dùng lực hơn nữa. Chuẩn bị bảo Quý Ước quay lại lần nữa, Hạ Quý Thần vội vàng hô cắt, nghe thấy giọng nói, Quý Ước kinh ngạc, Hạ Quý Thần, không ngờ anh lại là phó đạo diễn đó. Quý Thần giả vờ như không để ý thấy gì, tiếp tục lạnh lùng lên tiếng, tôi xem rồi, biểu diễn vừa nãy không có vấn đề gì, xử lý hậu kỳ một chút là hoàn toàn đủ rồi. Đạo diễn Lương nghe Hạ Quý Thần nói như vậy, cũng không chảy cối với suy nghĩ của mình nữa. Sau khi kết thúc cảnh quay, quá trình quay phim hôm nay cũng kết thúc. Quý Ước nghĩ thầm, vừa rồi Hạ Quý Thần đã giải vây giúp mình sao? Lúc Hạ Quý Thần đi về phía cô vô thức cúi đầu, anh không dừng chân mà đi thẳng lướt qua người cô nói,
đi che ô cho cô diễn viên kia. Quý Ước vừa trở về thì nhận được tin nhắn của anh Dư Quang. Mãn Mãn, 8 giờ tối nay anh bay tới Bắc Kinh. Nếu em không có việc bận, tối nay chúng ta gặp ở nhà. Kể từ khi anh Dư Quang đưa chìa khóa cho cô, đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh Dư Quang. Cô có chút căng thẳng, mặc dù bọn họ là vợ chồng hợp pháp, nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời. Làm sao bây giờ, căng thẳng quá đi mất. Hai ngày quay liên tiếp, cộng thêm vết thương ở cổ tay, khiến Quý Ước cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mệt muốn xỉu ngang xỉu dọc. Quý Ước chưa đợi được anh Dư Quang trở về, đã gục ngã trên ghế sofa rồi ngủ thiếp đi. Vì lúc chiều quay phim, cô đã bị mắc mưa hai lần trong thời tiết lạnh giá này. Cơ thể cô bắt đầu đổ mồ hôi, khi cả người cô khó chịu muốn rớt nước mắt đến nơi. Cô cảm thấy bàn tay phải của ai đó đang che chắn mình. Sau đó cả người vùi vào trong vòng tay ấm áp. Trong lúc mơ mơ màng màng, Quý Ước giơ tay chạm bừa, nhưng không chạm được gì. Tiếp đó cả người cô chìm trong tấm nệm êm ái mềm mại. Kèm theo đó là tiếng bước chân vội vã, rồi cô lại được dựng người dậy. Cô mơ hồ cảm thấy một cái chạm nhẹ vào môi mình, nhưng nó có vị rất đắng. Hạ Quý Thần xác nhận cô đã nuốt thuốc, mới lưu luyến buông cô ra. Nhưng giây sau, Quý Ước bỗng nhiên vòng tay ôm cổ anh, sau đó ghé sát vào người anh. Cơ thể Hạ Quý Thần run rẩy nặng nề. Cô ấy biết mình đang làm gì không vậy? Một lúc lâu sau, anh mới đặt Quý Ước trở lại giường, đắp chăn cho cô, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng cánh tay bị Quý Ước giữ lại. Đừng bỏ em, Hạ Quý Thần quay đầu nhìn cô. Đồ ngốc này, mãi không biết yêu thương bản thân. Anh liền ân cần bôi thuốc lên vết thương của cô, thay băng cho cô. Nhưng không biết tại sao Quý Ước lại khóc. Hạ Quý Thần chạm vào má cô, vô cùng dịu dàng, mang theo đầy sự an ủi. Em có biết tôi sợ nước mắt của em đến thế nào không? Em luôn phá vỡ hàng rào tâm lý của tôi chỉ bằng một giọt nước mắt. Quý Ước bị ốm rơi vào trạng thái hôn mê, nghe thấy một loạt âm thanh thu dọn đồ đạc, sau đó là tiếng bước chân rời đi. Không biết có phải là thuốc có tác dụng. Giấc ngủ này của Quý Ước vừa yên bình vừa dài dằng dẵng. Khi cô tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Cô mơ màng mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn ánh nắng chói mắt, một lúc mới đột nhiên định thần lại. Tối qua mình và anh Dư Quang đã hẹn gặp ở nhà, nhưng mình không đợi được người trở về đã ngủ thiếp đi. Sau đó hình như mình sốt cao, trong lúc mơ màng có người luôn chăm sóc cho mình, người trong mơ cho mình uống thuốc. Quý Ước ngồi dậy, phát hiện vết thương ở cổ tay đã được băng bó lại. Hóa ra tất cả những gì xảy ra tối qua đều không phải là mơ. Đây là nhà của anh Dư Quang, cho nên người chăm sóc mình cả đêm là anh Dư Quang. Quý Ước vừa nghĩ vừa đi xuống lầu, phòng khách trống rỗng, anh Dư Quang không ở nhà sao? Tính suy nghĩ trong đầu Quý Ước vẫn chưa hết, bỗng nhìn thấy Hạ Dư Quang đang bận rộn trong bếp cách đó không xa. Cô hơi choáng váng, anh Dư Quang học nấu ăn khi nào vậy? Thời niên thiếu, hầu như ngày nào cô và anh cũng gặp nhau. Khi đó do sức khỏe của anh không tốt, đừng nói là nấu ăn, người của Hạ gia thậm chí còn anh bước nửa bước vào bếp. Hạ Quý Thần ở trong bếp nghe thấy Quý Ước gọi anh Dư Quang, liền quay đầu nhìn, Quý Ước hơi giật mình. Cô rõ ràng cảm thấy trái tim mình lỡ nhịp. Anh sải bước đến trước mặt Quý Ước, đưa tay ra muốn sờ trán Quý Ước. Quý Ước lại vô thức lùi lại một bước. Quả nhiên, trước khi được xác nhận mình là Hạ Dư Quang, cô ấy sẽ không dỡ bỏ phòng bị với mình. Hạ Quý Thần rút tay lại, sau đó lấy điện thoại trong túi ra, bấm bấm viết một đoạn tin nhắn, đưa đến trước mặt Quý Ước. Mãn Mãn, anh chỉ muốn xác nhận xem em đã hạ sốt chưa thôi. Quý Ước ngại ngùng nói, đã hạ sốt rồi, anh Dư Quang, cảm ơn anh đã chăm sóc em tối qua. Đợi khi cô tắm gội xong đi ra ngoài, thức ăn đã được bày gọn gàng trên bàn ăn. Anh Dư Quang, anh lần đầu nấu ăn mà trông đã ngon như vậy rồi. Nếu như làm Hạ Dư Quang có thể khiến em buông bỏ sự phòng bị với tôi, vậy tôi bằng lòng bắt chước làm một Hạ Dư Quang hoàn hảo không tì vết. Sau khi ăn xong, Hạ Quý Thần lại thay thuốc trên vết thương trên cổ tay cô. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn cà phê vang lên. Quý Ước cầm lên xem, là Đường Hoại nhắn tin đến. Tiểu Ước tiểu thuyết Tam Thiên Si của tác giả Trình Vị Vãn cậu yêu thích, sắp được chuyển thành phim rồi. Quý Ước có vẻ rất tập trung xem điện thoại, không hề nhận ra Hạ Quý Thần đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình. Sau khi Quý Ước biết rằng cuốn tiểu thuyết do Trình Vị Vãn viết sẽ được chuyển thể thành phim, Quý Ước nhanh chóng mở trang web, tìm kiếm tin tức mà Đường Họa nói. Tạo thần giả phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển bán chạy nhất 10 năm của Trình Vị Vãn. Chủ đề này đã nhảy lên top một bảng hot search. Người hâm mộ đã bắt đầu nói về nó trên Weibo. Có người nói, làm ơn đừng quay. Có người hỏi nam nữ chính là ai. Thậm chí còn có fan bắt đầu tự mở bảng vote, thống kê xem ai phù hợp đóng vai nào trong kịch bản. Quý Ước đọc tất cả các bài viết liên quan trên Weibo, chỉ nhận được một số thông tin hữu ích, đó là nhà sản xuất bộ phim truyền hình này là một công ty điện ảnh và truyền hình mới tên là YC. Nhưng trên mạng không có thông tin liên hệ trực tuyến của công ty này. Nói cách khác, ngay cả khi cô muốn đóng bộ phim truyền hình Tam Thiên Si này, cũng không liên lạc được với người có liên quan. Vì Quý Ước đang buồn chán lướt Weibo, Hạ Quý Thần liền đưa điện thoại đến trước mặt cô, hỏi cô có hứng thú với Tam Thiên Si à? Mà Quý Ước cũng không hề thấy khó chịu khi anh Dư Quang nhìn màn hình điện thoại cô. Cuốn tiểu thuyết này rất nổi tiếng,
Hơn nữa tác giả Trình Vị Vãn hiện đang cực kỳ được yêu thích. Đây là một cơ hội rất tốt đối với em bây giờ. Nghe được câu trả lời của cô, Hạ Quý Thần gõ một chuỗi từ trên điện thoại, ngón tay bấm bấm, mới bấm được hai cái lại đột ngột dừng lại. Nếu như để Quý Ước biết bộ phim này là do công ty anh sản xuất, còn anh là đạo diễn, sợ là cô ấy sẽ từ bỏ bộ phim này mất. Hạ Quý Thần suy nghĩ một lúc, xóa đi dòng chữ đã gõ trước đó. Tôi Thành, anh tin rằng em nhất định sẽ giành được vai diễn trong bộ phim đó. Quý Ước đọc được chỉ khẽ mỉm cười, cho rằng anh Dư Quang chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Hạ Quý Thần không ở lại thêm, liền đứng dậy rời khỏi phòng khách. Quý Ước nhìn bóng lưng anh, bỗng có một loại cảm giác, cứ luôn có cảm giác như anh Dư Quang đã thay đổi ở đâu đó, nhưng lại không thể nói chính xác là ở đâu. Sau khi quay trở lại phòng sách, Hạ Quý Thần lập tức liên lạc với Trình Vị Vãn, đề cử Quý Ước cho cô ấy. Chẳng bao lâu, Quý Ước nhận được một cuộc điện thoại lạ. Sau khi cô hoài nghi bắt máy, một giọng nữ trầm lặng vang lên từ bên kia, hóa ra là Trình Vị Vãn. Nghe được giọng nói của Trình Vị Vãn, cô nhất thời có chút hoang mang. Trình Vị Vãn nói với cô, có người đã giới thiệu cô cho cô ấy. Sau khi xem những tác phẩm trước đây của cô, cảm thấy khí chất của cô rất phù hợp với vai nữ phụ trong Tam Thiên Si mà bọn họ sắp quay. Độ nói của Trình Vị Vãn không nhanh cũng không chậm, mà não của Quý Ước lại không thể theo kịp lời nói của cô. Tác giả Trình Vị Vãn của Tam Thiên Si đích thân gọi điện cho mình, để mình đóng vai nữ phụ. Quý Ước không khỏi xịt keo cứng ngắc. Đầu dây bên kia lại nói tiếp, vừa hay tối nay người đầu tư và đạo diễn của bộ phim này có một cuộc họp, mà tôi muốn quyết định vai diễn trước khi bay ra nước ngoài vào ngày mai. Cô có tiện trực tiếp qua đây ký hợp đồng không? Quý Ước đồng ý mà không có nửa giây do dự, cho tôi xin địa chỉ và thời gian cụ thể nhé. Sau khi cúp điện thoại, Quý Ước mới nghĩ rốt cuộc là ai đã đề cử cô với Trình Vị Vãn. Người duy nhất biết mình muốn đóng vai Tam Thiên Si là anh Dư Quang, còn em trai anh Hạ Quý Thần cũng làm trong lĩnh vực điện ảnh truyền hình. Việc anh ấy quen vài người bạn trong ngành điện ảnh truyền hình là chuyện bình thường, cho nên người đề cử mình là anh Dư Quang, để đoàn làm phim có ấn tượng tốt về mình. Quý Ước đã đến địa điểm hẹn từ rất sớm, không ngờ Trình Vị Vãn và những người khác đã đến hết rồi. Quý Ước lịch sự đưa tay chào hỏi Trình Vị Vãn, hai người khách sáo một chút. Trình Vị Vãn dẫn cô đến chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Đã xem qua kịch bản rồi chứ? Quý Ước khẽ vâng một tiếng. Chút nữa nữ chính đến, cô có thể làm quen với cô ấy trước. Nếu không có vấn đề gì chúng ta có thể ký hợp đồng. Quý Ước không ngờ tối nay có may mắn gặp được nữ chính. Cô có chút mong chờ. Một lúc lâu sau cửa phòng mở ra, Quý Ước còn chưa quay đầu nhìn xem là ai đến, đã nghe thấy một giọng nữ quen thuộc vang lên trước. Ngại quá, do tắc đường nên tôi đến muộn. Quý Ước không ngờ rằng bộ phim thứ hai sau khi mình quay lại giới giải trí lại là bộ phim quay cùng Thiên Ca. Khi Quý Ước đang mong chờ, muốn gặp nữ chính bộ phim, cửa phòng VIP được mở ra, Thiên Ca xin lỗi và giải thích vì tắc đường nên đến muộn. Quý Ước sững sờ, người trong phòng VIP nói đùa, nữ chính của chúng ta tới rồi. Đợi tí phạt cô ba cốc rượu. Sau khi nhìn thấy Thiên Ca, Quý Ước cảm thán đúng là oan gia ngõ hẹp, điều cô không ngờ rằng mình lại chung đoàn làm phim với Thiên Ca. Thiên Ca ung dung chào hỏi những người trong phòng, ánh mắt liếc nhìn Quý Ước cách đó không xa, hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Thiên Ca bước tới trước mặt Quý Ước, giống như người quen cũ, vui mừng nói, Tiểu Ước đã lâu không gặp. Trình Vị Vãn ngạc nhiên nhìn hai người quen nhau hả? Thiên Ca trả lời rằng bọn họ từng là bạn học cấp 3. Tiếp đó cô ta nhìn về phía Quý Ước nói, Tiểu Ước, mấy năm qua cậu sống tốt không? Quý Ước thầm thấy ghê tởm, nhưng ở trước mặt mọi người cô chỉ có thể phối hợp diễn vở kịch tình chị em cây khế với cô ta. Cô mỉm cười trả lời, đã lâu không gặp, tớ thì vẫn ổn. Tuy rằng cô không muốn dính líu gì đến Thiên Ca, nhưng để không ảnh hưởng tới đoàn làm phim và hình ảnh của mình, cô chỉ có thể cố gắng hết sức để giữ nụ cười. Nụ cười trên mặt Thiên Ca càng thêm rạng rỡ, sau đó chuyển sự chú ý sang Trình Vị Vãn. Tiểu Ước cũng là thành viên đoàn phim chúng ta. Trình Vị Vãn trả lời Quý Ước diễn vai nữ phụ. Thiên Ca đột nhiên kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, khen ngợi Trình Vị Vãn có mắt nhìn. Thiên Ca vừa tỏ ra chân thành khen ngợi diễn xuất của Quý Ước, vừa nhìn sang cô ấy, nói rất vui khi được cùng đoàn phim với cô. Quý Ước nghe xong như thể rất vui mừng, tớ cũng vui lắm, ban đầu tớ còn lo diễn không tốt, nhưng bây giờ nhìn thấy cậu tớ yên tâm hơn nhiều rồi. Nửa giờ sau khi bữa tối bắt đầu, ghế chính vẫn trống. Lòng Quý Ước đầy nghi ngờ, vị trí trống đó rốt cuộc là của ai? Thiên Ca không ngờ tới, ấy lại không tên tuổi như Quý Ước, lại có thể bám vào đoàn làm phim to như này. Cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Khi Thiên Ca đi bắt chuyện giữa nhiều người, thì thầm gì đó bên tai nhà đầu tư Lâm Tổng ngồi bên cạnh, rồi nâng ly xin lỗi mọi người, xin phép về trước. Sau khi ra khỏi phòng VIP, nụ cười hoàn hảo nở trên môi, lập tức trở nên lạnh lùng. Bước ra khỏi thang máy, cô ta thấy bãi đỗ xe không một bóng người, lập tức rút điện thoại ra, nóng lòng gọi một cuộc điện thoại. Cuộc gọi vừa kết nối, Thiên Ca liền trách móc Tạ Tư Dao, cô làm ăn thế nào đấy? Lúc cô nhận bộ phim Tam Thiên Si này, chẳng lẽ không kiểm tra trước xem nữ phụ là ai sao? Không phải cô không biết,
3 năm trước Quý Ước phát triển mạnh như thế nào? Hồi đó chúng ta nỗ lực rất nhiều mới có thể hạ được cô ta. Nhưng lần này trong số các nhà đầu tư có Lâm Tổng háo sắc, tôi đã thành tâm thành ý tiến cử Quý Ước cho ông ta rồi. Theo tính cách của Quý Ước tuyệt đối không chịu. Thiên Ca còn chưa nói hết lời, cổ tay chợt bị người nào đó nắm chặt. Khi nhìn thấy là Hạ Quý Thần, cô ta sợ hãi run bần bật, điện thoại rơi thẳng xuống đất. Nghe bụp một cái, Hạ Quý Thần chất vấn những lời cô ta vừa nói có thật không? Thiên Ca rẽ ngang, không hiểu sao Hạ Quý Thần lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Giây sau giọng nói lạnh lùng lại vang lên chất vấn. Cô cố tình tiến cử Quý Ước cho Lâm Chính Nghĩa. Giọng nói lạnh như băng của anh kéo Thiên Ca hoàn hồn lại. Ngạc sao anh biết được Lâm Tổng mà mình đang nói là Lâm Chính Nghĩa? Trong đầu Thiên Ca vẫn còn hàng ngàn thắc mắc. Hạ Quý Thần thấy cô ta mãi không lên tiếng thì vô cùng mất kiên nhẫn, siết chặt cô tay cô ta, sau đó ném mạnh sang một bên. Cô coi cô ấy là gái điếm sao? Anh trịnh thượng nhìn xuống Thiên Ca, trong mắt bùng cháy ngọn lửa tức giận. Đây thực sự là lần đầu tiên tôi gặp người phụ nữ mặt dày như cô bôi nhọ phỉ báng người khác mà không chớp mắt một cái. Anh nói không hề do dự, đồng thời nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của cô ta. Thiên Ca nhất thời câm nín, những lời nói không ngừng của anh như một lưỡi dao lạnh đâm vào trái tim khiến cô ta đau đớn. Cho dù là 3 năm trước cô không là gì cả, hay là 3 năm sau cô trở thành ảnh hậu nổi tiếng, từ tận đáy lòng cô đã cảm thấy bản thân không thể so sánh với Quý Ước. Cô trăm phương ngàn kế dùng hết tâm tư nhắm vào cô ấy. Phỉ báng cô ấy, cô cho rằng mình đang dẫm đạp lên Quý Ước để vươn lên. Thực ra là cô đã quên, phỉ báng cũng là một loại khao khát. Cho dù là 3 năm trước hay 3 năm sau, anh ấy vẫn luôn bảo vệ Quý Ước như vậy. Thiên Ca bị tổn thương sâu sắc bởi lời nói của Hạ Quý Thần. Nhưng dường như anh không có ý định dừng lại. Anh tiếp tục nói, vào cái giới này, không phải ai cũng giống như cô, phải hy sinh theo kiểu đó. Quý Ước có thực lực, có khí phách, có hy vọng, có tương lai. Sân khấu thuộc về cô ấy đã cách xa nơi đây, vì cô ấy tôi sẽ làm hết sức. Nói đến đây, Hạ Quý Thần quay đầu lại liếc nhìn cô ta với ánh mắt sắc bén. Sở dĩ cô và Quý Ước cùng xuất hiện trong ekip của Tam Thiên Si là do tôi cố tình sắp xếp, tôi chỉ muốn cô trả lại tất cả những gì cô có được. Từ việc dẫm đạp lên cô ấy, nghe thấy lời này của anh, Thiên Ca kinh ngạc mở to mắt. Hóa ra ngay từ đầu cái hố này mở ra để chờ mình nhảy vào. Hạ Quý Thần lại có thể bày binh bố trận như vậy để giúp Quý Ước. Anh ấy nói không sai, Quý Ước trời sinh đã có số phận tốt hơn mình, bởi vì cô ta có anh, thế nên không cần phải gồng mình như mình, mỗi ngày đều được mọi người vây quanh thuận lợi muôn bề. Thiên Ca nhìn bóng lưng Hạ Quý Thần, lòng tôi tràn ngập sự ghen tị. Cô ta thích anh, trước giờ vẫn thích anh, nhưng anh ấy lại vì một người phụ nữ khác mà ghét cô ta đến tận xương tủy. Một làn sóng ghen tị và không công bằng lập tức bao trùm trái tim Thiên Ca, khiến tâm trạng cô ta dao động vô cùng. Khoảnh khắc Hạ Quý Thần bước vào thang máy, cô ta đột nhiên lên giọng hét lớn. Hạ Quý Thần, 3 năm trước nhờ có anh, vì cô ấy bị tai nạn còn làm chuyện như vậy, thêm một vết nhơ như vậy vào cuộc đời, nhưng cô ấy hoàn toàn không biết. Anh nói tôi đáng thương, nhưng tôi thấy anh còn đáng thương hơn tôi. À không đúng, là thảm hại hơn mới đúng. Đối mặt với lời của Thiên Ca, Hạ Quý Thần từ đầu đến cuối không có phản ứng gì mạnh mẽ. Sau khi nghe thấy câu nói cuối cùng của cô ta, ngón tay vốn đang bấm đóng thang máy đột nhiên khựng lại, sau đó sải bước lớn, nhanh chân quay trở lại trước mặt Thiên Ca. Cô không nhắc thì tôi quên mất, hôm cô thử vai của Vương Thành là cô hợp tác với Lâm Nhã, bẫy cô ấy vào giảng đường bỏ hoang của trường. Nói xong, anh trực tiếp lấy chìa khóa xe của Thiên Ca từ tay cô ta, nhấn nút khóa xe, giây sau kéo cánh tay Thiên Ca, mở cửa xe ném cô ta vào trong. Và nói để khiến tôi thảm hại hơn, vậy lấy những gì cô nợ cô ấy hôm đó trả hết vào hôm nay. Nói xong, Hạ Quý Thần đóng rầm cửa xe lại, bấm khóa trái cửa, sau đó mặc kệ Thiên Ca ở trong xe đang điên cuồng đập cửa xe, lạnh lùng quay người rời đi. Lúc rời đi, anh ném lại một câu, cô cũng nên thử cảm giác gậy ông đập lưng ông khi làm chuyện xấu với người khác đi. Hạ Quý Thần bước vào phòng VIP chào hỏi một vòng, không nhìn thấy bóng dáng Quý Ước đâu, bỗng cảm thấy bất an, lại hỏi Lục Nam sao không thấy nữ chính với nữ phụ. Lục Nam nói với anh, Thiên Ca có việc rời đi từ lâu rồi, nữ phụ chắc là đi vệ sinh rồi. Nói xong, ánh mắt của Lục Nam dừng lại ở chiếc ghế trống còn lại của Hạ Quý Thần. Có chút ngạc nhiên lên tiếng, Lâm Tổng vẫn chưa quay lại sao? Đột nhiên, trong đầu Hạ Quý Thần lóe lên những lời Thiên Ca nói trong bãi đậu xe lúc nãy, một linh cảm cực kỳ tồi tệ len lỏi vào trái tim anh. Hạ Quý Thần đột nhiên đứng dậy, động tác của anh quá đột ngột, khiến mọi người trong phòng giật mình, thắc mắc hỏi chuyện gì vậy? Hạ Quý Thần phất lờ, đá bay chiếc ghế phía sau mình, sải bước thật nhanh đi ra khỏi phòng VIP. Anh thầm cầu nguyện trong lòng, xin em đừng xảy ra chuyện gì. Không lâu trước đó, Quý Ước tham dự bữa liên hoan của đoàn làm phim Tam Thiên Si.
Giữa chừng rời đi vào nhà vệ sinh, bỗng nghe thấy có người gọi mình, hóa ra là một trong những nhà đầu tư chính trong bữa tiệc hôm nay. Lâm Chính Nghĩa, Quý Ước lịch sự đáp lời, Lâm Tổng, sau đó tự hỏi ông ta tìm mình làm gì. Lâm Chính Nghĩa nói mình muốn nói về bộ phim Tam Thiên Chi, rồi đề nghị tìm một nơi yên tĩnh để trò chuyện. Quý Ước dù cảm thấy hoài nghi nhưng vẫn đồng ý. Nghĩ thầm nếu xảy ra chuyện gì thì mình tùy cơ ứng biến vậy. Hai người bước vào phòng nghỉ ngồi xuống. Lâm Chính Nghĩa nói, vai nữ phụ lần này vô cùng có tính thử thách, hỏi Quý Ước có thể đảm nhận được không? Quý Ước hứa sẽ thể hiện vai diễn này bằng cả trái tim. Lâm Chính Nghĩa đưa đồ uống cho cô, Quý Ước nhận lấy trong lòng âm thầm cảnh giác, cố gắng giữ sự lịch sự, để tránh đắc tội với nhà đầu tư. Cô biết rằng trong làng giải trí cô rất cần sự hỗ trợ của các nhà đầu tư, cho nên không thể đắc tội với họ được. Quý Ước vốn tưởng Lâm Chính Nghĩa chỉ muốn nói chuyện về Tam Thiên Si. Tuy nhiên, khi Lâm Chính Nghĩa không ngừng tiến lại gần, Quý Ước mới nhận ra tình hình có gì đó sai sai. Lâm Chính Nghĩa bắt đầu nói về một số chủ đề không phù hợp, còn cố tình giả vờ say rượu, ngã lên người Quý Ước. Quý Ước theo bản năng muốn né tránh, nhưng Lâm Chính Nghĩa phản ứng nhanh hơn cô rất nhiều, đôi tay nhanh chóng quàng qua vai cô, nói ra những lời khiến người ta nổi da gà. Quý Ước cuối cùng cũng hoàn hồn lại, nhưng cô biết lúc này mình không thể trực tiếp lật mặt, thế là quyết định giả vờ như không nghe thấy, sau đó cố gắng thoát khỏi tay Lâm Chính Nghĩa và nói sẽ quay trở lại chỗ đoàn làm phim. Tuy nhiên, Lâm Chính Nghĩa rõ ràng không có ý định để cô đi, tóm chặt lấy cổ tay cô, ông ta cười lạnh bảo cô đừng giả bộ thanh cao với tôi. Tôi biết rất rõ cô là loại người gì, ăn mặc như vậy không phải là để nhận nhiều lợi ích hơn sao? Ánh mắt Quý Ước hiện lên sự ghê tởm, dùng lực đẩy Lâm Chính Nghĩa ra muốn bỏ chạy. Thế nhưng Lâm Chính Nghĩa lại ôm lấy cô, ném cô lên ghế sofa. Ông ta chế nhạo nói, nói đi cô muốn bao nhiêu? Quý Ước còn chưa hoàn hồn lại, Lâm Chính Nghĩa đã đè trên người cô, bắt đầu xé quần áo của cô. Quý Ước vùng vẫy theo bản năng, Lâm Chính Nghĩa thử mưu đồ bất chính mấy lần nhưng không thành. Ông ta liền thẹn quá hóa giận, tăng sức mạnh trấn áp Quý Ước, vừa làm nhục cô bằng những câu nói ác ý, vừa đe dọa cô rằng mình là nhà đầu tư chính của Tam Thiên Si, khuyên cô nên biết điều. Quý Ước chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này, liền giáng cho Lâm Chính Nghĩa một bạt tai. Ông ta chỉ choáng váng trong một giây, sau đó cả người sù lông tức giận. Ông ta lớn tiếng chửi mắng, không chút nương tay tóm tóc Quý Ước, nhìn theo động tác của ông ta. Quý Ước nhìn thấy rõ ông ta lấy từ trong túi ra một viên kẹo. Trong lòng cô hiểu rõ, nếu cô thật sự uống nó, một khi thuốc có tác dụng, hậu quả có thể rất thảm khốc. Cô dùng toàn bộ sức lực phản kháng, nhưng suy cho cùng Lâm Chính Nghĩa cũng là đàn ông, rất nhanh đã khống chế được Quý Ước. Cô chỉ biết bất lực nhìn chiếc chai dần dần xuyên vào miệng mình. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài phòng VIP, khi cô đang cố phân biệt xem đây là ảo giác hay là thực sự. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, cô thoáng thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng ở cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông, phát hiện là Hạ Quý Thần, Quý Ước cảm thấy hoang mang, không hiểu sao anh lại xuất hiện ở đây. Khi ánh mắt Hạ Quý Thần chạm vào ánh mắt cô, phát hiện ánh mắt của cô rất đáng sợ, Quý Ước cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cảnh này khiến cô nhớ tới khi mình ở nhà Hạ Quý Thần chăm sóc cho anh. Hạ Quý Thần tỉnh lại liền muốn làm chuyện đó với cô. Quý Ước ngồi bật dậy, cô nghi ngờ Hạ Quý Thần và Lâm Chính Nghĩa là một ruột. Khi Quý Ước kinh hãi hét lên không được tới, Hạ Quý Thần từng bước một đi về phía cô. Giây sau, Hạ Quý Thần tóm đầu Lâm Chính Nghĩa đang ngồi trên người cô đập xuống bàn nước. Lâm Chính Nghĩa chất vấn Hạ Quý Thần tại sao làm vậy, và uy hiếp Hạ Quý Thần, cậu đừng quên, tôi và công ty YC của cậu có quan hệ hợp tác. Nhưng Hạ Quý Thần không hề có ý định bỏ qua cho ông ta. Chỉ thấy anh cúi xuống nhặt chai rượu dưới đất lên, đập mạnh vào đầu ông ta. Lâm Chính Nghĩa gào mồm lên, cậu còn muốn quay Tam Thiên Si không? Mặc dù cậu là đạo diễn, nhưng không có tôi, thì cậu làm đạo diễn kiểu con khỉ gì? Tôi là nhà đầu tư lớn nhất đấy, nếu tôi muốn rút vốn, đối với cậu tuyệt đối không? Lâm Chính Nghĩa còn chưa nói hết lời, Hạ Quý Thần liền tóm lấy cổ áo ông ta, sau đó không chút nương tay ném bay ông ta. Quý Ước giây trước còn đang bàng hoàng nhìn Hạ Quý Thần đánh người. Sau khi nghe những lời này của Lâm Chính Nghĩa, cô liền rơi vào hoang mang, thì ra tổng tài của công ty YC và đạo diễn của Tam Thiên Si là Hạ Quý Thần. Quý Ước vẫn chưa tiêu hóa hết tin tức chấn động này. Đột nhiên nghe thấy rầm một cái, cô giật mình cả người run lên, chỉ thấy Lâm Chính Nghĩa mặt mày bầm tím quỳ dưới chân cô. Cô vô thức lùi về sau con người lại, sau đó liền nghe thấy giọng của Hạ Quý Thần. Mang theo sự kiên quyết mạnh mẽ, anh bắt Lâm Chính Nghĩa xin lỗi cô. Hạ Quý Thần, mày có cần tuyệt tình như vậy không? Lâm Chính Nghĩa cố gắng thử chật vật đứng dậy, nhưng chỉ khẽ di chuyển một chút, đã đau đến mức không dám thở mạnh. Ông ta căm phẫn nhìn sang Hạ Quý Thần, nhắc nhở anh, đừng đắc tội với tao quá đáng. Hạ Quý Thần dường như đã mất kiên nhẫn, anh tiến lên hai bước, giẫm lên vai trái của Lâm Chính Nghĩa, nghiến răng, nói từng chữ, biết xin lỗi không? Lâm Chính Nghĩa đau đớn hử lạnh hai tiếng, run rẩy nghiến răng, một lúc sau mới miễn cưỡng nói ra, nhưng vẫn tiếp tục, những lời chưa nói hết vừa nãy, mày cũng không được lợi ích gì đâu.
Hạ Quý Cần đột nhiên nắm lấy cổ áo sau của Lâm Chính Nghĩa. Anh còn chưa động thủ, Lâm Chính Nghĩa vừa bị đánh đến mức hoa mắt chóng mặt, đã khóc lóc gào mồm lên: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." Hạ Quý Cần nới lỏng cổ áo ông ta, lại đặt một chân lên lưng ông ta. Lâm Chính Nghĩa đau đớn vội vàng xin lỗi: "Quý tiểu thư, là lỗi của tôi xin lỗi." Trong lúc nhất thời, ký ức không phân biệt được đó là hồi ức hay thực tế. Đôi mắt cô vô cùng hoảng hốt, thậm chí khi Hạ Quý Cần sải bước đến trước mặt cô vẫn xịt keo cứng ngắc không có phản ứng gì. Đến gần Hạ Quý Cần mới nhìn rõ, quần áo trên người cô có chút sộc xệch, cổ áo và chân váy đã bị xé rách, trên khuôn mặt xinh đẹp và nhỏ nhắn của cô in năm dấu vân tay đặc biệt. Anh nhận ra trước khi mình đến, Lâm Chính Nghĩa đã động tay với cô ấy. Một ý tưởng giết người đột nhiên ập đến trong đầu Hạ Quý Cần, khiến đôi mắt anh vừa dịu đi được một chút khi lại gần ký ức trở nên lạnh lùng và bạo lực trở lại. Anh cố gắng kìm nén sự phập phồng dữ dội của lồng ngực, một lúc sau mới đưa tay cởi áo khoác trên người ra, khoác lên người ký ức, che đi bộ quần áo bị xé rách của cô. Hành động của Hạ Quý Thần khiến ký ức ngạc nhiên sững sờ. Cô vô thức ngẩng đầu nhìn Hạ Quý Thần, gương mặt anh tuấn của anh đã không còn sự bạo lực lúc nãy. Là ảo giác của mình sao? Dường như có một tia dịu dàng và đau lòng trong mắt Hạ Quý Thần. Ngay lúc ký ức đang do dự không biết có nên nói lời cảm ơn rồi rời đi hay không, Hạ Quý Thần đột nhiên bế cô lên, vẻ mặt nghiêm túc. Hạ Quý Thần đã im lặng hồi lâu, không chút quanh co lên tiếng: "Đi thôi, tôi đưa em rời khỏi đây." Nói xong, Hạ Quý Thần bế cô đi ra khỏi phòng. Đợi đến khi cửa thang máy mở ra, Quý ức vùi đầu vào trong lòng anh, nhỏ giọng nói cảm ơn. Hạ Quý Thần nhận ra rằng đây dường như là lần đầu tiên kể từ khi anh và cô đoàn tụ mà cô không từ chối lời đề nghị của anh. Hạ Quý Thần không nói gì, bước vào trong thang máy. Xe nhanh chóng dừng lại dưới khu chung cư. Hạ Quý Thần nói bộ dạng cô như thế này đi vào khách sạn không thích hợp, nếu bị người khác chụp được, sau này bị dò dỉ ra thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Tối nay anh về trường có chút việc, ở nhà không có người, bảo Quý ức ở lại một đêm. Đây là mật khẩu nhà tầng 18, Quý ức có thể nhìn ra. Hạ Quý Thần không định xuống xe, cô nhận lấy tờ giấy nốt mà anh đưa cho. Dù Hạ Quý Thần hy vọng cô có thể níu giữ anh lại, nhưng cô chỉ nói làm phiền anh rồi, vậy tôi xuống xe trước. Nhưng Quý ức còn chưa nói hết câu chào tạm biệt, Hạ Quý Thần đã đạp ga phóng đi. Quý ức không khỏi hoài nghi có phải mình lại làm anh ấy không vui rồi không. Cho dù Quý ức từng đến nhà Hạ Quý Thần 2 lần, nhưng cô chưa từng nhìn kỹ căn phòng của anh. Lần này cô phát hiện bày trí của căn phòng giống hệt với căn phòng năm đó cô sống ở Hạ Gia tại Tô Thành. Cô đoán Hạ Quý Thần cố tình đưa cho cô căn phòng này. Nói như thế nào thì lần này cũng phải cảm ơn anh ấy. Lúc này Hạ Quý Thần đứng dưới lầu châm một điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn lên tầng nhà mình. Anh phát hiện ánh đèn vừa rồi còn sáng không biết đã tắt từ lúc nào. Ý thầm trong lòng, không có mình ở đó cô ấy sẽ ngủ ngon hơn nhỉ. Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, anh mới thu tầm nhìn từ cửa sổ căn phòng cô ngủ lại. Điện thoại là Lâm Chính Nghĩa gọi đến. Hạ Quý Thần hiểu, anh đến đây vốn dĩ là để dọn đường cho Quý ức. Nếu như Quý ức bị thương, vậy thì phá hủy mọi thứ sẽ tốt hơn. Quý ức tối qua vì tác dụng của thuốc đông y, khiến ngày hôm sau tỉnh dậy vẫn có hơi đau đầu. Cô choáng váng một lúc, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Hạ Quý Thần từ ban công truyền đến. Những thứ cô nói tôi đều biết hết rồi. Lúc họp buổi sáng, tôi đã nói rất rõ ý của mình rồi. Quý ức nhẹ nhàng bước chân đi đến bên cạnh cửa sổ. Hình như người trong điện thoại vẫn đang cố thuyết phục Hạ Quý Thần. Đôi lông mày thanh tú của anh hơi cau lại, có một chút thiếu kiên nhẫn. Bọn họ muốn nghĩ gì thì nghĩ, cái sọt này là tôi tự lôi ra, tôi sẽ tự tìm cách giải quyết. Sao các người cứ làm loạn lên thế? Quý ức lắng nghe lời anh nói, không thể không có chút nghi ngờ. Hạ Quý Thần đang gặp rắc rối gì sao? Chẳng lẽ có liên quan đến mâu thuẫn với Lâm Chính Nghĩa ở khách sạn thành phố B tối qua? Những suy nghĩ này vừa mới hình thành trong tâm trí cô. Lúc này Hạ Quý Thần đang đứng ở ban công, liếc qua khóe mắt anh phát hiện ra Di Y đang trốn sau tấm rèm. Anh dập tàn thuốc vào gạt tàn, gọi một tiếng Dì Trương. Dì Trương hiểu được ý mà Hạ Quý Thần muốn biểu đạt, sau đó liền đi tới gõ cửa phòng ngủ. Tiểu thư, cô tỉnh rồi sao? Quý ức mở cửa ra, lễ phép đáp lại một câu. Dì Trương đưa cho cô bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn và nói bữa sáng đã sẵn sàng, bảo cô xuống ăn một chút. Một lúc sau, Quý ức thay đồ xong đi xuống phòng ăn. Bữa sáng thịnh soạn trước mặt khiến cô ngỡ ngàng bật ngừa. Dì Trương dường như nhìn ra sự mất tự nhiên của Quý ức, liền kiếm chủ đề để nói chuyện với cô. Tôi làm việc ở đây 3 năm rồi, cô là cô gái đầu tiên được Hạ tiên sinh mang về đấy. So với cô là cô gái đầu tiên được Hạ Quý Thần đưa về nhà. Quý ức tập trung vào nửa đầu câu hơn, cô nhìn Dì Trương có chút hoang mang, lên tiếng hỏi. Căn nhà này của Hạ Quý Thần, mua 3 năm rồi sao? Dì Trương đáp đúng vậy, lúc căn nhà này vừa được mở bán, Hạ tiên sinh đã mua ngay đấy. Trong lòng Quý ức thầm cảm thấy kỳ lạ, không phải Hạ Quý Thần năm nay mới vào điện ảnh B học, trước đó không phải học ở đại học số 1 sao? Tại sao lại mua nhà ở thành phố B sớm như vậy? Dì Trương rất nghiêm túc trả lời cô. Tôi nhớ lúc đó tôi hỏi Hạ tiên sinh,
tại sao lại muốn mua nhà ở đây? Hạ tiên sinh nói, muốn định cư ở đây, là vì để gặp lại một người nào đó. Ký ức chợt nghi hoặc, Hạ quý thần sẽ vì ai mà đến đây định cư nhỉ? Bỗng nhiên, cô giật mình, sao mình lại quan tâm đến điều này chứ? Đúng lúc này, giọng nói cung kính của dì Trương truyền tới. Hạ tiên sinh, ký ức hoàn hồn lại, nhìn thấy Hạ quý thần sải bước về phía phòng ăn. Tóc anh vẫn chưa sấy khô, còn chút nước ẩm ướt, bộ sơ mi nghiêm túc cũng được thay bằng đồ bộ mặc ở nhà. Nó khiến anh trông trẻ trung và thanh lịch hơn rất nhiều. Thấy dì Trương chào mình, anh không nói gì, tự mình múc đầy một bát cơm. Đúng lúc ký ức đang vắt óc nghĩ xem nên nói gì cho hợp lý. Hạ quý thần đặt bát cơm tới trước mặt cô, phòng ăn trở nên yên tĩnh một lúc, ký ức mới nhẹ nhàng lên tiếng. Cảm ơn anh tối qua đã giúp đỡ, còn cho tôi mượn nhà một đêm cùng với bữa sáng này nữa. Với cả quần áo trên người, là anh nhờ dì Trương mua cho tôi à? Chưa đợi Hạ quý thần trả lời, ký ức đã nói tiếp, đợi có thời gian trở về, tôi sẽ đưa tiền cho anh. Ký ức tiếp tục bổ sung, hoặc dì Trương. Hạ quý thần đang lau tay bỗng khựng lại, rồi anh cụp mắt xuống. Cô vô thức liếc nhìn Hạ quý thần một cái, tưởng anh sẽ không vui, nhưng nào ngờ, chưa đến 3 giây sau, anh đặt chiếc khăn ướt trên tay xuống, khẽ ừm một tiếng, cảm giác căng thẳng của ký ức lập tức dịu đi. Sự tương tác giữa hai người họ, khiến dì Trương ở bên cạnh sốt ruột thay. Bà nghi ngờ miệng của hai đứa trẻ này, chỉ dùng để ăn thôi à? Sau bữa sáng yên tĩnh, quý ức đứng dậy mỉm cười dịu dàng với Hạ quý thần. Đang định chào tạm biệt, thì điện thoại Hạ quý thần đặt trên bàn đột nhiên đổ chuông. Anh cầm điện thoại lên đi ra ngoài, vừa nghe máy chưa được mấy phút, giọng anh đột nhiên trở nên to hơn nhiều, ngữ khí cũng trở nên mạnh mẽ sắc bén hơn. Hắn nghĩ hay quá, bảo cô ấy đích thân đến xin lỗi hắn. Cứ nằm mơ đi, cô bảo hắn đi chết đi. Từ nhỏ đến lớn, điều tôi không sợ nhất chính là đe dọa. Chỉ dựa vào hắn, không xứng. Nói xong, Hạ quý thần hung hăng cúp máy. Hỏi quý ức lúc nãy định nói gì? Quý ức vốn đang định nói tạm biệt, nghe thấy câu hỏi của Hạ quý thần, liền nói lời khác, anh gặp rắc rối gì sao? Hạ quý thần có lẽ không ngờ tới, quý ức đột nhiên hỏi anh câu hỏi này. Ánh mắt nhìn quý ức, hiện lên một tia kinh ngạc. Cuối cùng tôi cảm thấy có điều gì đó, tương tự như cảm xúc đang trào ra từ trái tim mình. Câu hỏi này của cô ấy, có được coi là quan tâm mình không? Quý ức thấy Hạ quý thần không nói gì, lại lên tiếng, nói ra suy đoán trong lòng mình, có phải liên quan đến? Quý ức vốn định nói liên quan đến tôi, nhưng lời đến miệng rồi, cô lại khựng lại, mặc dù anh đã giúp đỡ cô, nhưng sâu trong lòng anh, có lẽ cô không quan trọng đến thế phải không? Quý ức mím môi lại, đổi lại nói có liên quan đến Lâm Tổng. Hạ quý thần không chút do dự, lập tức bác bỏ suy đoán của quý ức, và giải thích là chuyện nhỏ trong nội bộ công ty thôi. Quý ức ồ một tiếng, sau đó chỉ ra ngoài cửa, làm phiền anh lâu như vậy, đến lúc phải đi rồi. Hạ quý thần đứng đó vẻ mặt bình tĩnh, không níu kéo cô lại. Chứng kiến cách hai người tương tác, dì Trương không khỏi thở dài. Quý ức vừa từ nhà Hạ quý thần đi ra, liền nhận được tin nhắn của Đường Họa. Cô ấy nói quý ức xảy ra chuyện lớn rồi, Tam Thiên Si dự kiến quay vào tháng 2 năm sau bị dừng quay rồi. Đạo diễn của Tam Thiên Si là Hạ quý thần, nhà đầu tư kia. Trong đầu quý ức đột nhiên hiện lên ba chữ Lâm Chính Nghĩa. Người rút vốn đầu tư có phải là Lâm Chính Nghĩa không? Quý ức thoát khỏi Weibo, soạn tin nhắn gửi cho nhà biên kịch Trình Vị Vãn, người mà cô nghĩ rằng sẽ biến sự thật. Hỏi Trình Vị Vãn, tin tức trên mạng liên quan đến chuyện Tam Thiên Si dừng quay là thật sao? Vừa gửi đi chưa lâu, Trình Vị Vãn đã trả lời cô một câu rất đơn giản, đúng vậy. Quý ức vội vàng hỏi, là vì Lâm Chính Nghĩa? Trình Vị Vãn nhắn lại, đúng vậy, nhưng cô không biết rõ tình hình cụ thể, hình như là Hạ Tổng ra tay đánh người. Quý ức đoán có lẽ nguyên do là vì đêm hôm đó mới khiến tình trạng hỗn loạn lớn như vậy. Vậy vừa nãy lúc ăn sáng, chắc Hạ quý thần đang xử lý chuyện của mình, nhưng tại sao anh ấy không chịu nói cho mình? Quý ức ngây người một hồi lâu, cho đến khi bạn học đi phía sau cô, chào hỏi cô thì cô mới hoàn hồn lại. Bạn học vẻ mặt hóng hớt hỏi quý ức, cậu là anh chàng đạo diễn đẹp trai Hạ quý thần rốt cuộc có quan hệ gì vậy? Quý ức phản bác mình và Hạ quý thần không có bất cứ quan hệ gì, và bảo cô đừng nói linh tinh. Tớ đâu có nói linh tinh đâu, nếu cậu không có quan hệ gì với anh ấy sẽ vì cậu mà nhắm vào Lâm Nhã sao? Động tác quanh người của quý ức bỗng khựng lại, nhìn cô bạn với vẻ mặt lạ lùng hỏi, động thủ nhắm vào Lâm Nhã, cậu đang đùa tớ à? Cô gái nhìn biểu cảm của quý ức không giống như nói dối, sau đó liền kinh ngạc hét lên một câu, trời, vậy mà cậu không biết gì, toàn bộ ký túc xá nữ chúng ta đều biết chuyện này. Cô bạn cảm thán với giọng điệu ố rể xong mới nói tiếp, mới đây thôi, Hạ quý thần sáng sớm đã xông vào ký túc xá của các cậu, hỏi Lâm Nhã đưa cậu đi đâu rồi. Ký ức nghe thấy lời này liền hiểu ra, chuyện cô bạn nhắc đến là chuyện xảy ra vào hôm cô đi quay bộ phim Vương Thành đó. Hóa ra ngày hôm đó, Hạ quý thần có thể tìm thấy mình là do đến ký túc xá tìm Lâm Nhã. Cô gái kể lại một loạt chuyện ngày hôm đó, Lâm Nhã không chịu nói. Sau đó Hạ quý thần đã giật lấy chiếc túi phiên bản giới hạn của Lâm Nhã, suýt thì ném ra ngoài cửa sổ,
Lâm Nhã hết hồn cái hồn còn nguyên, tớ thật sự cảm thấy, nếu lúc đó Lâm Nhã không nói cậu đang ở đâu, anh ấy thật sự dám ném cái túi ngay xuống lầu, à rằng đền một chiếc túi mấy vạn cũng không là gì. Ánh mắt Quý Ức dần trở nên hoảng hốt, Hạ Quý Thần vì để biết cô đang ở đâu, mà làm đến tận mức này, nhưng mà hôm đó Hạ Quý Thần rất đáng sợ, nhưng mà vẫn đẹp trai khiến cô bạn đỏ mặt xấu hổ. Một cảnh chỉ xuất hiện trong phim truyền hình thực sự đã xảy ra với cô. Cô bạn đưa tay ra nắm lấy cánh tay cô lắc lắc. Quý Ức tớ thực sự ghen tị với cậu đó. Quý Ức trở về ký túc xá vẫn chưa hoàn hồn trước lời nói của cô bạn. Thì điện thoại đổ chuông, là Lý Đạt gọi đến. Tiểu Ức, gần đây cậu có liên lạc với anh Thần không? Quý Ức thầm thắc mắc trong lòng, hôm nay từ lúc tỉnh dậy cho đến bây giờ, hầu như lúc nào cô cũng có thể nghe được tin tức liên quan đến Hạ Quý Thần. Không có chuyện gì thế, Lý Đạt nói với Quý Ức, hình như Hạ Quý Thần đang gặp rắc rối. Và nói hai ngày trước anh ấy liên lạc với mình, muốn bán căn nhà ở bên này. Anh ấy đến điện ảnh B, người nhà không hề đồng ý, còn cắt mọi nguồn kinh tế của anh ấy. Quý Ức lập tức ngẩn người, Hạ Quý Thật thực sự bị Hạ Gia cắt mọi nguồn kinh tế. Cô không nói gì, Lý Đạt ở đầu dây bên kia vẫn đang nói. Gần đây anh ấy đang chuẩn bị phim, tất cả tài sản của anh ấy tích cóp từng ấy năm đều được đầu tư vào đó. Nếu anh ấy hủy bỏ, các nhà đầu tư chắc chắn sẽ đưa ra yêu sách chống lại anh ấy. Đến lúc đó anh ấy không chỉ bị tán ra bại sản, nói không chừng còn bị kiện ra tòa. Thì ra sự việc nghiêm trọng hơn Quý Ức tưởng tượng. Nếu không phải vì mình, Lâm Chính Nghĩa sẽ không rút vốn, Hạ Quý Thần sẽ không thành ra như bây giờ. Anh ấy vì mình làm vậy với Lâm Nhã, lại vì mình mà đánh Lâm Chính Nghĩa. Cô thực sự không hiểu Hạ Quý Thần luôn nói những điều khó chịu với cô như vậy. Rốt cuộc tại sao lại làm điều này? Cúp cuộc gọi của Lý Đạt, Quý Ức không biết phải làm sao, nhưng lúc này cô không thể không quan tâm Hạ Quý Thần. Tình trạng khó khăn của anh bây giờ vì cô mà ra. Nghĩ đến đây, Quý Ức bấm số điện thoại của Hạ Quý Thần, nhưng đối phương trong trạng thái khóa máy. Cô do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn bắt một chiếc taxi, lo lắng Hạ Quý Thần hiện tại đang chiến đấu một mình. Chắc chắn đang rất khó chịu, Quý Ức xuống xe chuẩn bị chạy về phía tòa nhà. Thì nhìn thấy Hạ Quý Thần từ bên trong bước ra, phía sau anh còn có một người, Tà Thiên Ca mà Quý Ức không muốn gặp nhất. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Giây sau Quý Ức liền hiểu ra, cũng đúng, thời nhiên Thiếu Thiên Ca thích Hạ Quý Thần. Giờ Hạ Quý Thần đang gặp rắc rối lớn, Thiên Ca đến đây quan tâm anh ấy à? Quý Ức nhân lúc hai người chưa phát hiện ra mình liền trốn sau một chiếc ô tô. Hạ Quý Thần, em đã nói với anh nhiều như vậy, anh đều không nghe sao? Vừa trốn vào xong, Quý Ức liền nghe thấy giọng nói sốt sắng của Thiên Ca vang lên. Đáp lại cô ta là sự im lặng, Hạ Quý Thần sải bước nhanh hơn, Quý Ức nghe thấy tiếng giày cao gót cộc cộc của Thiên Ca. Trở nên gấp gáp hơn, giống như đang chạy bước nhỏ, Quý Ức cảm thấy rất tò mò, lén lút thò đầu ra ngoài một chút, cô nhìn thấy Thiên Ca đứng trước mặt Hạ Quý Thần. Thiên Ca còn chưa nói gì, Hạ Quý Thần đã mất kiên nhẫn lên tiếng. Tôi không có gì để nói với cô hết, mời cô rời đi cho. Thiên Ca dường như không nghe thấy lời của Hạ Quý Thần, tiếp tục khuyên nhủ. Hạ Quý Thần, Lâm Chính Nghĩa không phải kẻ ngu, kịch bản Tam Thiên Si này trăm năm khó tìm, ông là ta người làm ăn, ông ta chỉ không chịu được việc mất mặt thôi, muốn Quý Ức đích thân đến gặp ông ta để xin lỗi. Quý Ức đột nhiên hoài nghi, Lâm Chính Nghĩa có nói bảo cô đích thân đến xin lỗi sao? Cô không biết chuyện này, hai giây sau cô mới nhớ ra, cho nên mình đoán không sai. Những cuộc gọi liên tiếp của Hạ Quý Thần liên quan đến chuyện giữa mình và Lâm Chính Nghĩa. Lúc này Thiên Ca cách đó không xa lại lên tiếng. Ban giám đốc đã đưa ra thời hạn cho anh, nếu trong 3 ngày anh không lấy được quỹ đầu tư, đừng nói là Tam Thiên Si không được quay, ngay cả công ty YC của anh cũng không còn đâu. Chỉ cần anh đồng ý với em đuổi Quý Ức đi, em sẽ giúp anh thuyết phục Lâm Chính Nghĩa đầu tư lại, còn nhiều hơn 20% so với trước đây. Hạ Quý Thần từ lúc Quý Ức nghe lén hai người đến bây giờ chỉ nói một câu. Nghe thấy lời này lập tức cười lạnh lên tiếng, còn ra điều kiện với tôi, cô xứng sao? Hạ Quý Thần vì cứu Quý Ức mà bất chấp hậu quả đắc tội với Lâm Chính Nghĩa. Nào ngờ Quý Ức lại đi bồi rượu với ông ta. Tập trước nói đến, Quý Ức đến dưới chung cư nhà Hạ Quý Thần, thì nhìn thấy Thiên Ca đi bên cạnh anh. Cũng đúng, dù sao Thiên Ca cũng thích anh từ thời niên thiếu. Bây giờ biết anh gặp rắc rối, đến quan tâm cũng là chuyện bình thường. Thiên Ca thực sự đến đây vì vấn đề này, nhưng Hạ Quý Thần không để ý đến cô ta. Còn Quý Ức nghe cô ta nói mới biết, chuyện Lâm Chính Nghĩa yêu cầu cô đích thân đến xin lỗi. Điều này cũng khẳng định sự nghi ngờ của cô. Thiên Ca biết rõ tình hình của Hạ Quý Thần lúc này. Hội đồng quản trị đã đưa ra thời hạn cho anh ấy, nhưng vẫn muốn ra điều kiện với anh. Chỉ cần Hạ Quý Thần lại bỏ Quý Ức khỏi đoàn phim Tam Thiên Si, cô ta có thể giúp anh khuyên Lâm Chính Nghĩa tái đầu tư. Hạ Quý Thần nhìn cô ta khinh bỉ, cô cũng xứng đưa ra điều kiện với tôi. Đừng tưởng tôi không biết, Lâm Chính Nghĩa rút vốn là cô đứng sau giở trò, thủ đoạn nhỏ cô ta làm sau lưng. Hạ Quý Thần đã biết tất cả, bây giờ nói thẳng trước mặt. Sắc mặt Thiên Ca tái nhợt, Quý Ức trốn ở một bên nghe lén, hiểu được ngọn ngành câu chuyện, nhưng nghĩ mãi không hiểu. Rõ ràng đuổi cô rời đi là có thể giải quyết vấn đề, sao Hạ Quý Thần không làm?
cô thậm chí còn nghĩ rằng đó là sự ủy thác của Hạ Dư Quang. Chưa bao giờ nghĩ rằng đó là vì Hạ Quý Thần đã thích cô nhiều năm như vậy. Thiên Ca không bỏ cuộc bày tỏ với Hạ Quý Thần, nhưng bị anh hất bỏ, dáng vẻ thảm hại nào đâu còn hào quang của một nữ diễn viên nổi tiếng. Quý Ước tháo đồng hồ ra, nếu chuyện xảy ra là do mình, vậy thì để mình kết thúc nó. Quý Ước đến cửa hàng, chuyển bản ghi trong đồng hồ sang bút ghi âm, rồi hẹn thời gian gặp mặt Lâm Chính Nghĩa. Và tất cả những điều này đều bị Thiên Ca đi theo sau cô nhìn thấy. Cô ta đã bám đuôi Quý Ước, nhìn xe đậu trước cổng Diệt Viên, khiến cô ta cảm thấy hơi khó hiểu. Trợ lý đột nhiên nhớ ra, bộ phim mới Lâm Tổng đầu tư hôm nay họp tại Diệt Viên. Mà Thiên Ca đồng ý với Lâm Tổng chỉ cần ông ta rút vốn, sẽ làm diễn viên khách mời cho bộ phim mới của ông ta. Quý Ước theo nhân viên vào phòng VIP, cô đến với tâm thế xin lỗi, hạ mình cúi đầu. Không ngờ cặn bã chính là cặn bã. Ở trước mặt mọi người, ngang nhiên ôm Quý Ước vào lòng. Bà nói cấm có sai, như tầm như mã tầm mã. Ánh mắt bọn họ nhìn Quý Ước đầy háo sắc. Mục đích của Lâm Chính Nghĩa cũng rất rõ ràng. Muốn nói chuyện có thể, uống rượu mỗi người một ly trước. Tôi sẽ dành thời gian nói chuyện với cô. Nhìn người phục vụ mang rượu tới, Quý Ước biết rõ Lâm Chính Nghĩa muốn lợi dụng cô như gái bồi rượu để gây khó dễ. Cô đứng trước bàn, nhìn đám ma quỷ háo sắc trước mặt, cho rằng ông ta ở trước mặt người khác sẽ giữ chút thể diện, sẽ không làm gì quá đáng, liền cầm ly rượu lên uống. Nhưng cô nghĩ nhiều rồi. Lâm Chính Nghĩa vẻ mặt gian xảo, đưa tay về phía Quý Ước, bóp đùi cô một cái. Cô giật mình, rượu ho ra làm ướt hết phần trước ngực của váy. Nghe những lời cà giam phát ra từ miệng bọn họ, nghĩ đến những điều mà Hạ Quý Thần phải đối mặt, chỉ đành tươi cười hùa theo, mà tất cả đều bị quay lại. Thiên Ca xem đoạn video vô cùng đắc ý, dường như đã tưởng tượng được phản ứng của Hạ Quý Thần sau khi xem được. Có điều lần này cô ta học được cách thông minh, tìm người của công ty YC, gửi đến nhóm nội bộ của bọn họ. Quả như dự đoán, Hạ Quý Thần xem được tin nhắn trên điện thoại, bấm phát video, vì góc quay video không rõ, trông giống như có chút ám muội, khiến Hạ Quý Thần không kìm được mà run tay. Dầm một tiếng, ly rượu vỡ tan, cơ thể Quý Ước loạn choạng, dán vào tường đi về phía nhà vệ sinh. Thấy tên khốn nạn đi theo phía sau, ánh mắt Quý Ước lóe lên, yếu ớt ngã vào vòng tay ông ta. Lâm Chính Nghĩa lộ vẻ mặt đạt được mục đích, vồ lấy cơ thể của Quý Ước, hít lấy hít để tay không ngừng bóp. Quý Ước lập tức đẩy ông ta ra. Lâm Chính Nghĩa có chút sững sờ. Rất xin lỗi Lâm Tổng, dùng cách này để lừa ngài ra đây. Tôi đến đây để trực tiếp xin lỗi ngài. Ông già háo sắc không vui, giọng điệu khiếm nhã. Như vậy đi, nếu cô xin lỗi tôi trên giường, làm tôi hài lòng, tôi sẽ đồng ý tái đầu tư. Nếu không, chuyện khác miễn bàn. Lâm Chính Nghĩa nóng lòng ôm lấy Quý Ước, uy hiếp dỗ dành, làm cho tôi hài lòng, tôi sẽ chiều theo cô. Sau đó chu đôi môi dày như con đỉa đến gần cô. Sự né tránh của Quý Ước khiến ông ta tức giận, dỗ dành không thành, chuẩn bị cưỡng gian. Quý Ước dùng hết sức vùng vẫy, lấy bút ghi âm đã chuẩn bị sẵn ra. Lão già háo sắc tưởng cô đã từ bỏ vùng vẫy nở nụ cười dâm đáng, thì nghe thấy giọng nói phát ra từ máy ghi âm. Nghe nói điện ảnh B các cô có rất nhiều cô gái làm phò. Cô kính rượu trước, tôi sẽ cho cô thời gian nói chuyện. Đừng rượu mời không uống. Nghe giọng nói quen thuộc, mặt Lâm Chính Nghĩa tối sầm lại. Nghe nói gần đây ông đang đầu tư vào một dự án mới. Nếu ông gây ra ảnh hưởng gì không tốt, e là dự án mời này cũng sẽ bị ảnh hưởng nhỉ. Quý Ước nhìn vẻ mặt như thể đang ăn cứt của Lâm Chính Nghĩa, không kiềm được mà nuốt nước bọt. Cô muốn thế nào? Quý Ước thuận thế đàm phán với ông ta. Chỉ cần ông xem xét lại việc đầu tư, thì ghi âm trong tay tôi sẽ là của ông. Nếu không tất cả cùng bị hủy hoại. Nhìn ánh mắt do dự của Lâm Chính Nghĩa, cô nói tiếp, lần trước Hạ Tổng đánh người là anh ấy không đúng, nhưng do Lâm Tổng ông không tôn trọng tôi trước, huống hồ ông cũng nên biết bộ Tam Thiên Si này, ai đầu tư thì người đó lời. Quý Ước lắc bút ghi âm trong tay, ông là người thông minh, cái nào nặng cái nào nhẹ tôi nghĩ ông hiểu hơn tôi. Nói đến đây, cô siết chặt bút ghi âm. Lâm Tổng, tôi cho ông thời gian tối nay để suy nghĩ, nếu có đáp án thì liên hệ tôi. Đột nhiên Hạ Quý Thần giơ chân đạp bay cửa, đồng tử Quý Ước co lại, nhìn anh giơ tay chỉ về phía Lâm Chính Nghĩa, tưởng anh lại muốn động thủ. Nhưng không ngờ Hạ Quý Thần nhìn cô xong liền kéo cô quay người rời đi, ném Quý Ước vào trong xe, đạp ga lao thẳng trên đường. Quý Ước không kịp phòng bị ngã về phía sau ghế, nhìn Hạ Quý Thần có chút không hiểu, một cú đạp phanh dừng lại, kéo Quý Ước nhận lấy thẻ phòng, chẳng nói chẳng rằng kéo cô đi, bước thẳng vào phòng tắm, bật vòi hoa sen lên. Một loạt hành động đều khiến Quý Ước bối rối, nước xối xả vào người khiến cô không thể né tránh, muốn đứng dậy lại bị ấn xuống, nước chui vào trong miệng, khiến cô không kìm được mà ho. Nhìn khuôn mặt Hạ Quý Thần, nước mắt lăn xuống, dấu vết màu đỏ trên người làm đau mắt Hạ Quý Thần. Anh lại dùng lực ấn cô xuống nước. Lần cuối cùng thấy anh tức giận như vậy là đêm 3 năm trước đó. Tiếng nước róc rách kéo Quý Ước ra khỏi bồn tắm đầy nước. Sau một hồi giày vò, Quý Ước vô cùng thảm hại. Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm, đầu anh không thể ngừng nghĩ về cảnh tượng trong video kia. Anh vồ lấy cô, hôn lên cổ cô. Sự tức giận lên đến đỉnh điểm
khiến đầu óc anh trở nên mê man, bởi vì sợ em bị người có ý đồ xấu làm tổn thương. Không tiếc tranh cãi với bố mẹ, từ bỏ học viện số 1 và cơ hội đi du học. Vậy mà em, thế mà lại đi uống rượu với bọn họ. Quý Ước mở to mắt không thể tin nổi, không hiểu tại sao Hạ Quý Thần lại làm như vậy với cô. Thế mà lại để Lâm Chính Nghĩa chạm vào người, Quý Ước không kìm nổi nước mắt. Hạ Quý Thần, xin anh đấy, em khóc cái gì, không phải em thích thế này sao? Lời này khiến Quý Ước sững sờ. Tôi thích thế này ư? Hạ Quý Thần như điên cuồng. Chỉ cần em nói với tôi em vô tội, tôi sẽ tin em, video vết hít kỳ tôi đều có thể xem nhưng không nhìn thấy. Ánh mắt Hạ Quý Thần nghiêm nghị, sao em có thể đi uống rượu với Lâm Chính Nghĩa, có những cử chỉ quá đáng với hắn, nhưng lại không thể để tôi chạm vào chứ? Là cảm thấy tôi không bằng hắn ta, không thể cho em vai diễn mà em thích ư? Cho nên hận không thể lập tức bám lấy hắn ta. Anh ta nghĩ mình như vậy sao? Quý Ước cũng nhận ra có người quay video, cố tình gửi cho anh, cho nên anh mới hiểu lầm, nhưng anh chẳng hỏi câu nào. Đã chắc chắn rằng, mình là loại phụ nữ vì để đạt được mục đích mà bán đi tất cả. Quý Ước chỉ cảm thấy chua xót trong lòng. Bất kể là 3 năm trước hay là hiện tại, anh ta đều nhận định mình như vậy. Mình còn gì đáng để giải thích chứ? Đúng vậy, tôi là thấy hết hy vọng với Tam Thiên Si rồi mới đi tìm ông ta. Cô nói từng câu từng chữ, tôi chính là loại người đó. Không phải sao?